Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 150. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần nhíu mày một cái, nghi ngờ nói. Cái này luân hồi tinh thạch, có cổ quái. Sùng Quang Đại Đế đánh ra một đạo linh quyết, bắn vào luân hồi tinh thạch phía trên. Rào. Nhất thời, luân hồi tinh thạch ngoài mặt, nổi lên một đạo ác ma vậy khô lâu dấu vết. Thiên ma ám ký, cái này luân hồi tinh thạch phía trên, bị người để lại ám ký. Sùng Quang Đại Đế nhìn Diệp Thần, liền liền kêu lên, lật đật bấm ngón tay tính toán, thôi diễn trùng trùng thiên cơ. Là Mạc Huyết Minh, thượng cổ Diệp gia phản đồ, Mạc Huyết Minh, hắn ở nơi này viên luân hồi tinh thạch phía trên, để lại ám ký. Nhất thời, Sùng Quang Đại Đế liền suy diễn ra nhân quả, biết ám ký lai lịch. Mạc Huyết Minh. Vừa nghe đến Mạc Huyết Minh tên chữ, Diệp Thần nhất thời trong lòng co rúm một cái, lập tức vận lên linh lực, đeo sao đá phía trên ám ký xóa bỏ, giải quyết tai họa ngầm. Khối này luân hồi tinh thạch, là Diệp gia vật truyền thừa. Không nghĩ tới, lại có thể bị Mạc Huyết Minh âm thầm để lại một đạo ám ký. Cái này ám ký, đặc biệt chi mịt mờ, coi như là Diệp Thần, cũng không có phát hiện. Nếu như không phải là Sùng Quang Đại Đế, hắn căn bản không biết ám ký tồn tại. Chúng ta tọa độ, sợ rằng đã bại lộ. Sùng Quang Đại Đế trầm giọng nói. Cái này phía nơi chôn cất, tọa độ đặc biệt bí mật, căn bản không người biết. Nhưng hiện tại, Mạc Huyết Minh dựa vào ám ký, nhất định là biết được nơi chôn cất vị trí. Tiền bối, nếu như Mạc Huyết Minh tới, vậy chắc cũng là phân thân hạ xuống, hắn thân phận thật sự ta sẽ sợ hãi, phân thân hẳn không như vậy khó giải quyết. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Diệp Thần rất nhanh khôi phục trấn định. Mạc Huyết Minh thân phận thật sự, hẳn không sẽ dễ như trở bàn tay hạ xuống ở chỗ này. Căn cứ hắn rõ ràng, Mạc Huyết Minh quá cẩn thận. Coi như tọa độ bại lộ, Mạc Huyết Minh giết tới cũng chỉ là phân thân mà thôi. Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng, hiện tại hắn thực lực, đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đụng phải nữa Mạc Huyết Minh phân thân, cũng sẽ không có cái gì sợ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài, ta lại truyền cho ngươi hai môn thần thông, giúp ngươi sau này đối địch. Sùng Quang Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, cong ngón tay bắn hai đánh, đánh ra hai đạo tinh mang, dưới vào Diệp Thần đầu óc bên trong, chợt mang hắn sải bước đi ra ngoài. Bây giờ Sùng Quang Đại Đế, đế hồn mới vừa thoát khỏi thân thể khốn khóa, còn đặc biệt chi yếu ớt, nếu như Mạc Huyết Minh giết tới, hắn có thiên đại nguy hiểm. Một khi đế hồn bị diệt, hắn thì phải hoàn toàn tan thành mây khói, cái gì huyết hải thâm cừu, hoàng phách hùng đồ, đều phải lâm vào là bụi đất. Oanh! Oanh! Hai đạo đế quang, ở Diệp Thần đầu óc bên trong nổ sáng. Hai môn cường đại thần thông, giống như thể hồ quán đính, thật sâu in vào Diệp Thần thức hải bên trong. Cái này hai môn thần thông, một môn kim quang sáng chói, một môn hắc khí tràn ngập, chính là Hồng Mông cổ pháp, Thiên Long bát thần âm, còn có thượng giới thần thông, ăn mòn quy luật. Thiên Long bát thần âm, Diệp Thần đã học biết, hiện tại lại đạt được Sùng Quang Đại Đế đế quang chỉ điểm, lĩnh ngộ nhất thời tiến thêm một tầng. Mà khác một môn thần thông, ăn mòn quy luật, chính là thượng giới một loại đặc thù quy luật, có ăn mòn chư thiên tinh túc uy lực, liền thần đế thân xác đều có thể ăn mòn, đặc biệt kinh khủng. Ở thời đại thượng cổ, Sùng Quang Đại Đế cũng là hao tốn nhiều tâm huyết, mới lừa gạt được thiên cơ, học trộm được liền thượng giới quy luật, không nghĩ tới về sau bị ác thi lợi dụng, cắn trả tự thân, thiếu chút nữa thì muốn tiêu diệt. Diệp Thần một bên lĩnh ngộ ăn mòn phép tắc bí ẩn, vừa đi theo Sùng Quang Đại Đế đi ra ngoài. Hiện tại mới xóa bỏ ám ký, đã muộn. Bỗng, một đạo thâm trầm giọng ở trong hư không truyền ra. Một đạo hồng bào bóng người, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, chính là Mạc Huyết Minh. Nguy rồi! Sùng Quang Đại Đế mặt liền biến sắc, hiện tại hắn quá yếu ớt, một khi gặp gỡ kẻ địch đánh giết, rất dễ dàng tan thành mây khói. Tiền bối đừng lo lắng, để ta giải quyết. Diệp Thần sử dụng huyết phách phong thần châu, ngón tay bắt pháp quyết. Ngươi! Sùng Quang Đại Đế kinh nghi bất định. Yên tâm, chính là một cái phân thân, giết không chết chúng ta. Diệp Thần nhưng là trấn định, hắn gặp qua Mạc Huyết Minh thân phận thật sự, quen thuộc đối phương hơi thở. Mà trước mắt Mạc Huyết Minh, hiển nhiên yếu đi mấy phần,
Tất nhiên là phân thân. Vậy ta sống chết, liền xin nhờ tiểu hữu. Sùng Quang Đại Đế thân thể chớp mắt, chui vào huyết phách phong thần châu bên trong, tạm thời ở nhờ ở pháp bảo này bên trong. Diệp thần, ta một mực rất thưởng thức ngươi, ta đã cho ngươi một lần cơ hội, hôm nay lại cho ngươi một lần, ngươi phải chăng nguyện ý cùng ta hợp tác, sau đó giao ra luân hồi tinh thạch. Nếu không, hậu quả ngươi có thể không cách nào gánh vác. Mạc Huyết Minh liếm môi một cái, trong mắt lộ ra hung quang. Diệp gia khối này luân hồi tinh thạch, hắn mơ tưởng để cầu đã lâu. Nếu như có thể bắt được luân hồi tinh thạch, hắn rất có thể tháo ra luân hồi bí ẩn. Coi như không giải được luân hồi bí ẩn, cái này luân hồi tinh thạch, đối với hắn hóa giải nhân quả, cũng có thiên đại giúp dùng. Muốn tinh thạch, giết ta nói sau. Diệp thần con người đông lại một cái, sát ý cùng nhau, đánh đòn phủ đầu, trong miệng thấp giọng niệm chú, ngôi mộ trên vách tường cấm chế phủ văn, nhất thời nổ lên từng cơn thần quang, hung hãn hướng Mạc Huyết Minh lướt đi. Diệp thần sớm liền được Sùng Quang Đại Đế truyền thụ, biết được nắm trong tay cấm chế thần chú, cái này một tí thi triển ra, nhất thời, đạo đạo cấm chế phủ văn, thần quang ngưng luyện thành đạo đạo kiếm ý, ùn ùn kéo đến cuồng đánh ra. Ha ha, có chút ý tứ. Mạc Huyết Minh sắc mặt hơi ngưng trọng, nhưng là không ngờ tới Diệp thần còn có ngón này. Mộ trong phủ cấm chế, là năm đó Sùng Quang Đại Đế tự tay bố trí, lực sát thương lớn vô cùng. Coi như là Diệp Thiếu Thu, một cái sơ sẩy, cũng phải bị đánh trọng thương. Mà đây cái Mạc Huyết Minh, chỉ là một phân thân, đối mặt cấm chế sát phạt, cũng không như vậy dễ dàng tránh thoát. Suy, Mạc Huyết Minh sử dụng một cái huyết đao, ánh đao lưu chuyển, đón đỡ trước cấm chế phủ văn thần quang bắn chết. Ồ, Diệp thần hơi có chút kinh ngạc, xem Mạc Huyết Minh xuất thủ lực lượng, hiển nhiên đã đạt đến thiên thần cảnh ba tầng thiên. Có chút cổ quái. Một đạo phân thân, lực lượng lại có thể lớn mạnh như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này phân thân, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản phân thân, nhất định là có cổ quái. Diệp thần chấn định tâm thần, tầng 7 huyết quang bọc, vô số thần quang ở ngôi mộ bên trong bùng nổ, cuồng bạo đế uy hơi thở, xen lẫn ngập trời mộ đạo quy luật lực lượng, hung hăng giết hướng Mạc Huyết Minh. Đáng chết! Những cấm chế này cũng hàm chứa Sùng Quang Đại Đế thời kỳ tột cùng đế uy nghiền ép, lực sát thương lớn vô cùng. Ở mộ trong phủ mặt, Diệp thần chiếm cứ tuyệt đối sân nhà thượng phong, đây cũng là hắn đối kháng Mạc Huyết Minh một lá bài chủ chốt. Hắc sát cút trào, ma huyết hạ xuống. Mạc Huyết Minh quát lên một tiếng lớn, ở mộ phủ cấm chế không ngừng sát phạt hạ, hắn vậy thừa nhận to lớn áp lực, lúc này hiện ra bản tướng. Chỉ gặp tay hắn cánh tay, hiện lên màu máu. Cả người hắc khí lưu chuyển, ma uy mãnh liệt. Sau lưng lại là hội tụ một đạo ma hạt hư ảnh. Cẩn thận một chút, là thượng cổ hung thú, hắc sát ma hạt. Thượng cổ y thần thanh âm, ở Diệp thần đầu óc bên trong nổ vang. Không nghĩ tới cái này phản đồ, lại có thể luyện hóa hắc sát ma hạt, luyện thành một đạo hung thú phân thân. Thượng cổ y thần thanh âm ngưng trọng. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Mạc Huyết Minh phân thân. Hơi thở như thế lợi hại, nguyên lai bản tướng là một đầu thượng cổ hung thú. Khó đối phó, thằng nhóc, người mau rời đi nơi đây. Thượng cổ y thần quát lên. Mặc dù, Mạc Huyết Minh là hắn tâm ma, hắn luôn muốn diệt trừ Mạc Huyết Minh. Nhưng hiện tại, Mạc Huyết Minh cái này phân thân, bản tướng là hắc sát ma hạt, cũng không phải Diệp thần có thể tùy tiện đối phó, hắn chẳng ngờ Diệp thần xảy ra chuyện. Sư tôn yên tâm. Nếu như liên khu khu một đạo phân thân, ta cũng chiến không thắng nổi, sau này còn nói thế nào tu luyện. Diệp thần ánh mắt ngưng luyện, vung tay lên, tất cả cấm chế phủ văn, toàn bộ giết hướng Mạc Huyết Minh. Đồng thời, hắn vậy huy động sát kiếm, tầng 7 huyết quang và hủy diệt mộ đạo bùng nổ, ngang nhiên hướng Mạc Huyết Minh chạy đi. Tự tìm cái chết. Mạc Huyết Minh cười gần một tiếng, hắn hiện ra bản tướng, ma uy xảy ra, hai cánh tay giết ra. Hai cái tay cánh tay, hung hăng đánh về phía Diệp thần kiếm. Chanh! Kiếm cánh tay giao kích, nhất thời văng lên đạo đạo hỏa tinh. Diệp thần hơi lui về phía sau một bước, ổn định thân hình. Nếu như là ở lúc trước, hắn gặp phải này cùng đòn nghiêm trọng, có thể đã sớm bị thương. Nhưng hiện tại, luyện hóa thần đế quả ô lưu, luyện hóa lại liền Sùng Quang Đại Đế ác thi tinh khí,
còn chiếm được Sùng Quang Đại Đế thân phận thật sự đế quang chỉ điểm, hắn cả người, là hoàn toàn lột xác, chịu đựng Mạc Huyết Minh nhất kích, cũng chỉ là hơi lui về phía sau mà thôi. Ừ, Mạc Huyết Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình mãnh lực nhất kích, lại có thể bị Diệp Thần chịu đựng được. Thôi, thời gian cấp bách, lười được cùng ngươi nói nhảm, cự tượng trấn thiên sức lực, cho ta trấn áp. Mạc Huyết Minh ngửa mặt lên trời gầm thét, trong cổ họng phát ra từng đạo cổ xưa ma âm. Hắn sau lưng, nổi lên to lớn thần tượng hư ảnh, lỗ mũi móc một cái, dường như muốn cuộn sạch ngân hà, bốn chân đạp một cái, tựa hồ muốn chấn vỡ sơn hà, lộ ra vô cùng hung hãn khí thế. 33 thiên hồng mông cổ pháp, cự tượng trấn thiên sức lực, người lại có thể vậy sẽ. Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc, cái này cự tượng trấn thiên sức lực, hắn xem một sừng hạn bà thi triển qua, hiện tại Mạc Huyết Minh lại có thể vậy thi triển ra tay. Cự tượng trấn thiên sức lực vừa ra, nhất thời, từng tầng một ác liệt âm sát làn sóng ma, liền điên cuồng nghiền ép ra. Diệp Thần màng nhĩ, cơ hồ đều bị chấn bể. Cả tòa mộ phủ, cũng là kịch liệt đung đưa. Mạc Huyết Minh ma âm oai, so với một sừng hạn bạt còn lợi hại hơn. Ung ung, rốt cuộc, cả tòa mộ phủ, hoàn toàn sụp đổ. Liền liền mộ phủ cấm chế, ở hồng mông cổ pháp nghịch thiên uy áp, cũng không nhịn được, trong phút chốc phai mờ. Ngày xưa xa hoa nguy nga mộ phủ, hiện tại hoàn toàn trở thành phế tích, vô số loạn thạch đập rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn. Oanh! Không chỉ là mộ phủ, bên ngoài thác nước, vách núi, toàn bộ sụp đổ. Đá lớn tung tóe, nước chảy cuồn cuộn, kích thích thao thiên ba lan. Chuyện gì xảy ra? Thác nước bên kia, xảy ra chuyện. Sùng Quang trong nơi chôn cất, rất nhiều Diệp gia đệ tử, nhìn thác nước phương hướng, đều là lấy làm kinh hãi. Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh, Diệp Tuyết Tình ba vị lão tổ, cũng là ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiên đạo cung người lần nữa hạ xuống? Diệp Tuyết Tình trong lòng kinh nghi bất định, thấy cái này động trời chấn động, nàng còn lấy là thiên đạo cung tới sát, nhưng nàng thân là nội ứng, lại không có nhận được tin tức. Lại xem, ba vị lão tổ nhìn nhau, vội vàng phi thân đi. Mới vừa Diệp Thiếu Thu bay đi thác nước, hiện tại thác nước bên kia, xảy ra biến cố lớn như vậy, bọn họ chỉ muốn đi do thám rõ chân tướng. Điện chủ hơi thở cũng ở đó bên. Diệp Lăng Thiên cảm ứng được Diệp Thần hơi thở. Chúng ta cũng đi xem. Hạ Nhược Tuyết lo lắng Diệp Thần an nguy, lúc này cùng Diệp Lăng Thiên lao tới đi. Cái khác Diệp gia đệ tử, chố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy ba vị lão tổ và Diệp Lăng Thiên đều đi, bọn họ vậy đi theo đi trước. Hiu! Mà lúc này, một đạo cao ngất bóng người, chọc thủng mộ phủ phế tích, bay đến giữa không trung trên, chính là Diệp Thần. Diệp Thần màng nhĩ đau nhức, đầu ông tác hưởng, ở cự tượng trấn thiên sức lực nghiền ép hạ, cả người giống như gặp phải địa ngục thần tượng trấn nhiếp, thức hải bên trong tất cả đều là núi đao biển lửa, tu la khô lâu ảo ảnh, toàn thân mỗi một tấc kinh mạch đều ở đây đau nhói, tựa hồ tùy thời có thể nổ tung. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Mạc Huyết Minh ánh mắt ác liệt, cự tượng trấn thiên sức lực là hồng mông cổ pháp, uy áp vô cùng lợi hại, cuồng bạo ma âm đợt khí, đủ để sống sờ sờ nghiền chết thông thường thiên thần cảnh cao thủ. Diệp Thần cắn răng, Mạc Huyết Minh thi triển cự tượng trấn thiên sức lực, so với một sừng hạn bạt lợi hại hơn, hắn cảm giác cả người cũng mau nổ tung, đặc biệt khó chịu. Huyết phách phong thần châu. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần lần nữa sử dụng huyết phách phong thần châu, từng cơn đỏ mông mông linh quang, bao phủ ở trên người hắn, không ngừng hóa giải hắn đau nhói. Nhưng Mạc Huyết Minh cự tượng trấn thiên sức lực, uy áp vẫn là quá lớn, Diệp Thần đầu óc, vẫn thừa nhận to lớn áp lực, tựa hồ tùy thời cũng sẽ vỡ nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta tới giúp ngươi. Sùng Quang Đại Đế thanh âm, ở huyết phách phong thần châu bên trong tản ra. Hắn điểm ngón tay một cái, từng luồng minh mông đế uy, nhất thời trùm lên Diệp Thần trên mình. Rào. Ngay tức thì. Diệp Thần cảm thấy cả người áp lực biến mất, đầu óc ma ngục ảo ảnh, toàn bộ tiêu trừ không còn một mống. Đáng chết Sùng Quang Đại Đế. Mạc Huyết Minh ánh mắt run lên, hô quát một tiếng. Lúc này Sùng Quang Đại Đế, mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng đế uy do ở đây, đủ để trấn áp tà ma loạn như. Hắn cự tượng trấn thiên sức lực,
ở Sùng Quang đại đế uy nghiêm bao phủ hạ, lực sát thương nhất thời giảm bớt nhiều. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần thở ra một hơi, linh đài một phiến trong sạch, nhất thời cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều, có Sùng Quang đại đế bảo vệ, hắn nhưng thì không cần lại sợ Mạc Huyết Minh cự tượng trấn thiên sức lực. Không sao, người này chính là yếu ớt, mau ra tay đi. Sùng Quang đại đế trầm giọng nói. Mạc Huyết Minh mới vừa thi triển cự tượng trấn thiên sức lực, khí lực tiêu hao to lớn, chính là yếu ớt giây phút, đây là Diệp Thần xuất thủ cơ hội. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, há sẽ bỏ qua cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Hắn thân thể ánh sáng rực rỡ tách thả ra, bước chân đạp một cái, ngay tức thì cướp phá hư không, nâng kiếm hướng Mạc Huyết Minh lướt đi. Trảm thiên nhất kiếm. Phần thiên nhất kiếm. Vạn cổ kinh lôi kiếm. Đồ ma diệt thế kiếm. Cửu thiên chu thần kiếm. Linh ma chu thiên kiếm. Diệp Thần kiếm quang lưu chuyển, đạo đạo kinh khủng kiếm khí tự nhiên ra. Hắn biết rõ Mạc Huyết Minh lợi hại, cho nên ra tay một cái liền bùng nổ mãnh lực, sáu kiếm quy nhất, hóa thành một đạo mạnh mẽ kiếm cương, mang giết phá thiên địa khí thế, hung hăng hướng hắn chém tới. Mạc Huyết Minh con người có giúp một cái, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, kiếm khí so với trước kia lợi hại hơn. Hắn không dám thở ơ, một cái bay ngược, sau đó bàn chân đạp một cái, thân thể mượn lực bão tố bắn ra, vô tận lực hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Lúc này Mạc Huyết Minh, hoàn toàn không giống như là một người, chính là một đầu thượng cổ hung thú, hắc sát ma hạt. Hắn toàn thân cũng tràn ngập đen thui sát khí sương mù, từng đạo quỷ dị hắc ám phủ văn, không ngừng lóe lên, hai cái tay cánh tay tựa hồ có thể bể tan tành trong thiên địa hết thảy đồ, hiện ra đặc biệt kinh khủng ả mang. Diệp Thần sáu kiếm quy nhất, hung hăng chém xuống, và Mạc Huyết Minh đụng vào nhau. Chanh! Một hồi kinh người tiếng va chạm, nhất thời nổ vang, điểm điểm hỏa tinh văng khắp nơi. Hạ một sát, Diệp Thần liền cảm thấy một hồi to lớn lực phản chấn, hung hăng truyền tới, bước chân liên tiếp lui về phía sau liền ba bước. Mà Mạc Huyết Minh, nhưng là sừng sững không nhúc nhích, thậm chí, tay hắn cánh tay liền một chút vết thương cũng không có. Diệp Thần mãnh lực nhất kích, lại có thể không có để lại chút nào dấu vết. Hi hi, hắc sát ma hạt là thượng cổ hung thú, thân xác cứng rắn nhất, coi như là thiên thần đều không thể tổn thương, há là ngươi có thể kích phá. Trừ phi ngươi nắm giữ thượng giới quy luật, nếu không không thể nào thương tổn tới ta. Mạc Huyết Minh giữ tợn cười một tiếng, hắn cái này phân thân, lợi hại nhất, chính là lực phòng ngự nghịch thiên. Ha ha, thượng giới quy luật. Ta vừa vặn lĩnh ngộ một đạo. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là cười lên, lại lần nữa một kiếm tự nhiên ra. Ông! Kiếm minh thanh động, chấn triệt chín tầng trời. Từng luồng đen nhánh ánh sáng, bỗng nhiên từ Diệp Thần trên thân kiếm nhô ra, lau một cái lau quỷ dị ăn mòn hơi thở, không ngừng tràn ngập. Chung quanh hư không, ở nơi này ăn mòn hơi thở bao phủ hạ, lại là xuất hiện lõm đổ rạn nứt dấu hiệu. Kịch liệt ăn mòn hơi thở. Tựa hồ muốn làm cả thiên địa mục nát, đặc biệt kinh khủng. Táng thi diệt hồn, ăn mòn quy luật, phá. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, mang mãnh liệt ăn mòn phép tắc kiếm khí, hung hăng hướng Mạc Huyết Minh chém tới. Ừ, ăn mòn quy luật, là thượng giới ăn mòn quy luật. Ngươi làm sao sẽ? Mạc Huyết Minh thấy một màn này, thật sâu kinh hãi, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Ăn mòn quy luật. Là thượng giới có 102 quy luật lực lượng, liền thần đế thân xác, đều có thể phai mờ. Cái này loại quy luật, có vô cùng mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, khủng bố dị thường. Mạc Huyết Minh hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nắm giữ như thế lợi hại quy luật. Kiếm khí cuồng múa, quy luật phù văn hung mãnh, từng đạo màu đen ăn mòn phù văn, hỗn tạp ác liệt kiếm uy, cuối cùng hóa thành một đạo trảm phá thiên địa kiếm khí, hung hăng chém về phía Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể thi triển thuật pháp hóa là một đạo hắc thuẫn ngăn cản. Suy, nhưng mà, ở thượng giới ăn mòn phép tắc nghiền ép hạ, coi như là hắc sát ma hạt ý chí, cũng không đỡ được. Đáng chết, Mạc Huyết Minh con người trầm xuống, nhưng là không nghĩ tới thượng giới ăn mòn quy luật, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này, lập tức liền thay đổi thế cục. Đón thêm ta một kiếm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, thừa dịp Mạc Huyết Minh cái này phân thân bị thương,
lần nữa khua kiếm giết ra. Bất quá lần này, hắn không có cử động nữa dùng ăn mòn phép tắc lực lượng. Dẫu sao, ăn mòn quy luật, là thượng giới quy luật, không phải như thế tùy tiện có thể vận dụng, hơn nữa bản thân mang theo ăn mòn hơi thở, nếu như thường xuyên sử dụng, rất có thể đưa đến cắn trả, mình vậy người bị ăn mòn. Tầng 7 huyết quang, ở Diệp Thần trên mình nổ lên, trong cơ thể huyền diễm cháy, đạo đạo hỏa quang quấn quanh ở trên thân kiếm, hơi thở ác liệt. Chút tài mòn. Mạc Huyết Minh hừ một tiếng, nhưng là thong thả, huy động huyết đao, hung hăng bổ một cái. Đinh! Đao kiếm va chạm. Mạnh mẽ đao uy, trực tiếp đem Diệp Thần đẩy lui hai bước. Không có thượng giới phép tắc lực lượng, ta xem ngươi làm sao còn theo ta đánh. Mạc Huyết Minh ánh mắt rét lạnh, hắn kiêng kỵ, chỉ là thượng giới quy luật lực lượng, hiện tại Diệp Thần không thể lại thi triển, hắn nhưng lại yên tâm. Phải biết, hắn thực lực. Cảnh giới so Diệp Thần cao hơn quá nhiều, lớn như vậy cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là như thế dễ dàng bù đắp. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đột nhiên, cuồng võ bá chủ, thương cổ y thần, còn có kế cận tiêu tán lăng thiên mũi tên thần, rất nhiều đại năng lực lượng, còn có sùng quang đại đế uy nghiêm, toàn bộ đầu bắn vào Diệp Thần trên mình. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người toát ra ngập trời thần quang. Hắn lúc này... Tu vi mặc dù chỉ có chạm ách cảnh 9 tầng trời, nhưng tản ra hơi thở, đủ để sánh bằng thiên thần. Thậm chí, hắn trên mình, mang theo thượng cổ thần đế uy nghiêm. Lão thương, lão cuồng, còn có lăng thiên mũi tên thần tiền bối, các ngươi. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, mình cũng không lời nói cái gì, những thứ này sắp muốn tiêu tán đại năng nhưng vào lúc này ra tay. Ồ, Mạc Huyết Minh cảm thụ Diệp Thần tăng vọt hơi thở. Nhất thời trong mắt co rúm một cái. Hơi thở của lão kia. Mạc Huyết Minh cả kinh thất sắc, hắn cảm nhận được thương cổ y thần hơi thở. Thương cổ y thần, là hắn một cái nhân quả ma chướng. Ở thời đại thượng cổ, hắn phản bội Diệp gia, muốn đầu dựa vào trời ma, kết quả thiên ma không thu, còn cầm hắn đánh thành trọng thương, cơ hồ phải chết đi. Thật may ở lúc ấy, thương cổ y thần hành nghề y tế thế, cứu vãn hắn tánh mạng. Sau đó, hắn chu diệt thần quốc vô số cường giả, lấy này là đầu danh trạng, rốt cuộc lấy được thiên ma tín nhiệm, thành công đầu dựa vào ma quân. Rất tốt, ta giết ngươi, diệt lão nhân kia, vậy coi là chặt đứt một cái nhân quả, đối với ta có thiên đại tác dụng. Mạc Huyết Minh ánh mắt tàn bạo, nghiêm nghị không sợ, vùng đao hung hăng bổ về phía Diệp Thần, muốn một đao chém chết. Mặc dù, Diệp Thần mượn các vị cự đầu lực lượng, nhưng Mạc Huyết Minh thực lực. Chân thực cường hãn, Diệp Thần cho dù có luân hồi mộ địa cự đầu tương trợ, theo hắn cũng có nhất định chênh lệch. Úm, đi, đâu, bá, be be, ỏ, ô, ba. Diệp Thần nhìn bạo xông lên mà đến Mạc Huyết Minh, nhưng là đột nhiên dừng lại hạ bước chân, thao ý trời phóng lên cao, từng đạo cổ xưa âm tiết, ngay tức thì phá giết ra. Đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp, thiên long bát thần âm. Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến, cặp mắt gắt gao trợn to, cả người cũng kinh hãi. Hắn không ngờ tới, Diệp Thần lại có thể luyện thành Thiên Long Bát Thần Âm. Thiên Long Bát Thần Âm, đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp, đối với tư chất yêu cầu cao vô cùng, coi như là phổ thông thiên thần, cũng không chịu nổi hồng mông hơi thở dính. Nhưng Diệp Thần một cái chạm ách cảnh 9 tầng trời, lại có thể luyện thành, huyết mạch hắn thể chất, kết quả lợi hại đến cái gì bước. Liền hồng mông uy đẻ cũng có thể ngăn cản. Oanh! Diệp Thần trên mình kim quang nổ tung, 8 cái 5 móng kim long, cuồng như vậy gào thét ra, ngẩng đầu gầm thét, danh chấn hoàn vũ. Hắn luyện hóa sùng quang đại đế ác thi, còn chiếm được sùng quang đại đế thân phận thật sự chỉ điểm, hắn thiên long bát thần âm, cảnh giới tu luyện đã là đột nhiên tăng mạnh. Mà lúc này, ở mượn các vị sư tôn lực lượng, hắn thực lực, lại là điên cuồng tăng vọt. Khoáng đạt minh mông cổ xưa âm tiết, như trời Phật thánh hát, hung hăng tràn ngập ra. Cuồng võ bá chủ, lăng thiên mũi tên thần, thương cổ y thần lực lượng, cũng dung nhập vào cổ xưa âm tiết bên trong, diễn hóa thành từng tầng một vô cùng âm sát đợt khí, hung hăng chém về phía Mạc Huyết Minh. Phịch, 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 đang kịch liệt âm sát đợt khí chém chết hạ, Mạc Huyết Minh thân thể nhất thời nổ lên một chùm oành xương máu, miệng phun máu tươi, trực tiếp quỳ ngã xuống. Thiên Long Bát Thần Âm, hồng mông cổ pháp, lợi hại bực nào,
Hơn nữa, Thiên Phật Thánh Hát nghiêm túc khí tượng, đối phó yêu ma tà khí, còn có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Coi như là Mạc Huyết Minh, vậy không nhịn được, cả người trọng thương. Diệp Thần trên thân thể, tám cái kim quang thiên long, mang cổ xưa hồng mông hơi thở, gầm thét xông lên đánh ra. Oanh! Tám rồng đụng, uy chấn hoàn vũ. Mạc Huyết Minh thân thể, nhất thời bị nghiền nát, xương máu phiêu bay, ngay tức thì toi mạng. Thằng nhóc, lần này coi là ngươi thắng, nhưng lần kế, chính là ngươi ngày rỗ. Mạc Huyết Minh thanh âm mờ ảo, ở trong hư không chấn động, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn cái này phân thân, hoàn toàn bị Diệp Thần chém chết, tổn thất thảm trọng. Phải biết, hắn cái này phân thân, cũng không phải là thông thường phân thân, mà là dùng hắc sát ma hạt luyện chế mà thành. Hiện tại trực tiếp bị Diệp Thần nghiền nát, Mạc Huyết Minh coi là bị gãy một cái cánh tay, sau này muốn đối phó Diệp Thần, trừ phi là thân phận thật sự hạ xuống, nếu không không có bất kỳ biện pháp. Hô! Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai ông ông tác hưởng, não choáng váng hoa mắt. Lá bài tẩy đều xuất hiện, tiếp liền thi triển thượng cổ ăn mòn quy luật, hủy diệt mộ đạo, còn có hồng mông cổ pháp thiên long bát thần âm, hắn thân thể vậy nhận chịu đặc biệt to lớn gánh vác. Thật may, cuối cùng có thể chém chết Mạc Huyết Minh phân thân, cũng coi là đáng giá. Phải biết, cái này phân thân lực lượng, cũng không yếu. Lại có thể chém chết này cùng cường đại tồn tại, Diệp Thần nội tâm cũng là mừng rỡ, xem ra mình bây giờ, đích xác là lột xác, đột nhiên tăng mạnh, nếu như là ở lúc trước, đụng phải loại cao thủ này, hắn là rất khó đối phó. Không hổ là luân hồi đứng đầu, lão phu bội phục. Sùng Quang Đại Đế thanh âm bội phục, vậy truyền ra. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thật có thể chém chết Mạc Huyết Minh, giải quyết trước mắt nguy cục. Tiền bối, ta kiếp trước, và thượng giới nữ hoàng, có cái gì ân oán? Đại chiến hạ màn, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hắn hiện tại muốn biết nhất, chính là mình kiếp trước bí mật. Người kiếp trước, và Huyền Cơ Nguyệt, có vô cùng ân oán. Đời trước, nàng có thể nói là ngươi. Vị hôn thê, đã từng là nàng, chỉ là người phụ thuộc mà thôi, nhưng hiện tại, nàng đã nắm trong tay thượng giới, thống ngự bát phương, uy sắp thiên hạ, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Sùng Quang Đại Đế thanh âm thê lương, cũng không có gì giấu giếm, đem cổ xưa bí sử kể lể ra. Nàng là vị hôn thê của ta. Nghe vậy, Diệp Thần tâm thần kinh hãi, không nghĩ tới mình và Huyền Cơ Nguyệt bây giờ, lại có lớn như vậy dây dưa. Nếu có hôn ước, vì sao phải chém chết mình? Là tình, cũng hoặc là lợi ích. Diệp Thần muốn không rõ ràng. Cái này nhất thế, ngươi có thể luân hồi sống lại, Huyền Cơ Nguyệt khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Sùng Quang Đại Đế thanh âm ngưng trọng. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trầm mặc một hồi. Sau đó, hắn ánh mắt, đổi được kiên định, xít sao nắm quả đấm một cái. Bỏ mặc ta kiếp trước, và nàng có như thế nào hận yêu dây dưa. Nhưng cái này nhất thế, nàng chính là ta tử địch. Cuối cùng có một ngày, ta muốn giết đến thượng giới đi, để cho nàng trả giá thật lớn. Nói chuyện bây giờ, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh, Diệp Tuyết Tình ba vị lão tổ, Diệp Lăng Thiên cùng Diệp gia đệ tử, còn có Hạ Nhược Tuyết, đều rối rít chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy trước mắt bừa bãi phế tích hình ảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Diệp Thần đứng ở phế tích bên trong, cả người kim quang tách thả ra, tám cái thiên long như thần uy bảo vệ, cả người huy hoàng như cổ xưa chiến thần, còn có từng cơn mênh mông đế uy truyền ra, làm người ta không dám ngẩng mặt. Không nghi ngờ chút nào, nơi này mới vừa xảy ra đại chiến. Trên mặt đất, nằm một cái bể tan tành thi thể, mạnh mẽ thiên thần hơi thở, vẫn lưu lại ở giữa trời đất. Mọi người thấy thi thể trên đất, trên mặt đều lộ ra chấn động phố vẻ. Cổ thi thể này, hiển nhiên là thiên thần cảnh cao thủ, nhưng lại có thể bị Diệp Thần giết chết. Diệp Thần thực lực, rốt cuộc lợi hại đến cái gì bước? Diệp Thần, lão tổ tông người đâu? Diệp Tuyết Tình ánh mắt chuyển động, mới vừa Diệp Thiếu Thu ngự kiếm bay đi thác nước, hiện tại nhưng không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào. Mà thi thể trên đất, cũng để cho Diệp Tuyết Tình cảm thấy bất an. Diệp Thần thấy Diệp Tuyết Tình, con người híp lại. Vậy không cần phải lại che giấu đi xuống, nói thẳng. Diệp Tuyết Tình, người còn muốn gắn tới khi nào?
Ngươi đang nói gì? Diệp Tuyết Tình luống cuống, lùi về phía sau hai bước, cãi. Ngươi thu Thiên Đạo Cung nhiều ít chỗ tốt. Diệp Thần đứng chắp tay, giọng lạnh lùng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tuyết Tình, cả người đế uy hơi thở, không ngừng thả ra ngoài. Mà một khắc sau, Diệp Lăng Thiên, Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh nhìn nhau, bỗng nhiên ra tay. Ba đạo thao ý trời phong tỏa Diệp Tuyết Tình hết thảy. Chỉ cần Diệp Thần một lời, Diệp Tuyết Tình hẳn phải chết. Diệp Tuyết Tình hơi ngẩn ra, nhìn chung quanh hết thảy, nàng cũng biết, mình và Thiên Đạo Cung liên lạc, đã sớm bị mọi người nhìn thấu. Giờ phút này, chính là trong hũ bắt con ba ba. Chính là đối với nàng thẩm phán. Mấu chốt lúc này Diệp Thần, trên mình hơi thở quá kinh khủng, lại có thể hàm chứa thượng cổ thần đế uy nghiêm. Tại mãnh liệt đế uy bao phủ hạ, Diệp Tuyết Tình cả người bốc mồ hôi, nhưng cũng không dám lại cãi chảy cãi cối. Diệp Thần, ta chẳng ngờ nhiều lời, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Diệp Tuyết Tình hoàn toàn quỳ sát, trong miệng cầu khẩn. Diệp Tuyết Tình, ngươi quả nhiên là Thiên Đạo Cung nội gián. Diệp Tử Minh và Diệp Tử Canh thấy vậy, con người tràn đầy vô tận tức giận. Bọn họ vì Diệp gia làm như thế nhiều, Diệp gia chi vô số người lần bị tru diệt, lần lượt thất bại, chảy máu của bao nhiêu người. Mà hiện tại, ai có thể nghĩ tới, Diệp Tuyết Tình chính là đây hết thảy tội nghiệt chi nguyên. Diệp Thần, ta cũng là tạm thời bị ma quỷ ám ảnh. Diệp Tuyết Tình ở Diệp Thần đế uy bao phủ hạ cùng với ba đạo chí cường sát cơ phong tỏa. Nàng một chút phát biện luận tâm tư cũng không dám có, cả người cũng run rẩy. Diệp Thần không nói một lời, đi tới Diệp Tuyết Tình trước mặt, rút ra nàng giữa eo đeo trường kiếm, đưa cho bên cạnh Diệp Tử Minh. Nếu như còn lại hai vị Diệp gia lão tổ nguyện ý cho ngươi cơ hội, ta liền đồng ý. Diệp Tử Minh con ngươi đông lại một cái, sát ý lại cũng không cách nào che giấu, trực tiếp huy động trường kiếm. Thiên thần ý chấn thiên. Vô tận sát ý bọc hết thảy. Diệp Tuyết Tình định trước không có sống cơ hội. T. Chung quanh Diệp gia đệ tử, nhìn thấy màn này, nhất thời thật sâu kinh hãi. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới, lại đột nhiên sinh ra như vậy biến cố. Nguyên lai Diệp Tuyết Tình, lại là nội gián, nếu như vô tận sớm diệt trừ, sợ rằng mấy ngày nữa, nàng thì phải liên lạc Thiên Đạo Cung, bại lộ sùng quang nơi chôn cất tọa độ. Đến lúc đó, Thiên Đạo Cung giết tới, toàn bộ Diệp gia cũng phải đối mặt tai họa ngập đầu. Hiện tại Diệp Thần bắt được nội gián, một kiếm giết chết, thanh lý môn hộ, có thể nói là cứu vãn Diệp gia tương lai. Người sở hữu nhìn hắn, đều lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù hiện tại gia chủ của Diệp gia là Diệp Lăng Thiên, nhưng tất cả mọi người đều biết, sau lưng người nói chuyện, nhưng là Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần thực lực cường hãn. Hơn nữa trước đây còn chiếm được Diệp Thiếu Thu truyền thừa, hắn có tư cách đảm nhiệm Diệp gia người tâm phúc. Còn có ai là nội gián, tự đứng ra đi. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Tất cả Diệp gia đệ tử, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, đều có như rơi vào hầm băng cảm giác, người người run lẩy bẩy, không biết ai là nội gián. Rốt cuộc, một cái khác thiếu nữ run lẩy bẩy đứng dậy, rơi lệ quỳ xuống đất. Ngươi lại có thể vậy đầu phục Thiên Đạo Cung. Diệp Tử Canh thấy vậy, nhất thời tức giận kêu kêu, vừa muốn rút kiếm giết chết nàng. Thôi, Diệp Thần khoát tay một cái, nhìn một chút Diệp Tuyết Tình thi thể, nguyên hung đã trừ, người này, có thể tha nàng một mạng, để cho nàng đời này phong ấn nơi này, trông chừng Diệp tiền bối lăng mộ. Lăng mộ, cái gì lăng mộ? Diệp Tử Canh ngây ngẩn. Diệp Thiếu Thu tiền bối, ở mộ trong phủ bỏ mình. Diệp Thần thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra bất đắc dĩ thương cảm. Lão Tổ Tông bỏ mình. Mọi người nghe được lời này, tất cả đều kinh hãi. Trước mắt vách núi thác nước phế tích, hiển nhiên là bể nát sùng quang mộ phủ, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thiếu Thu lại có thể bỏ mạng ở liền mộ phủ trong đó. Mất đi Diệp Thiếu Thu, sau này Diệp gia tương lai, không biết như thế nào cho phải. Lão Tổ Tông là như thế nào rơi xuống? Diệp Tử Canh run giọng hỏi. Nói đến nói dài, trở về rồi hãy nói đi. Diệp Thần thở dài lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, sau này, ta và Lăng Thiên, sẽ bảo hộ tốt Diệp gia tương lai, các ngươi cứ yên tâm. Mặc dù mất đi Diệp Thiếu Thu, nhưng có Diệp Lăng Thiên ở đây,
Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng. Hiện tại cứu ra Sùng Quang Đại Đế, chém giết Mạc Huyết Minh một đạo phân thân, còn diệt trừ nội gián, nơi đây nhân quả, coi như là chấm dứt. Tiếp theo, Diệp Thần có thể toàn bộ tâm tư, đối mặt còn dư lại uy hiếp. Mọi người trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy mưa núi sắp tới, tất cả mọi người đều lưng đeo áp lực. Cô gái kia vành mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng trong tương lai cuộc đời còn lại, đều phải thay Diệp Thiếu Thu thủ mộ, tiền đồ coi như là hết. Đây chính là phản bội giá phải trả. Diệp Thần cũng sẽ không có cái gì thương tiếc. Hai tiếng sau đó, Sùng Quang nơi chôn cất. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết ngồi ở một phiến linh thảo chi địa, ngước nhìn thương khung. Nhược Tuyết, người tiếp theo định đi nơi đâu? Hồi Thần Cực Tông vẫn là ở chỗ này. Diệp Thần trong miệng ngậm một cây linh thảo, trong mắt thương cảm. Lão thương, lão cuồng, Lăng Thiên mũi tên thần, lần này hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ dùng một kích tối hậu bảo vệ mình. Thậm chí liền lời nói cũng không có hơn mấy câu. Từ vị thứ nhất đại năng La Vân Thiên bắt đầu, Diệp Thần liền đón nhận lần lượt sinh ly tử biệt. Mặc dù sớm thành thói quen, nhưng đối mặt hơn vị đại năng tiêu tán, vẫn là có chút thương cảm. Hiện tại luân hồi mộ địa còn dư lại một vị đại năng, Bất Diệt Long Đế. Sau này sẽ có càng ngày càng nhiều đại năng, từ rời đi Hoa Hạ sau đó, Diệp Thần liền tận lực không lệ thuộc vào luân hồi mộ địa. Bởi vì Diệp Thần biết, luân hồi mộ địa chỉ có thể ở nguy cơ thời điểm vận dụng, càng nhiều hơn chính là dựa vào mình. Hắn bây giờ, có thể dung chuyển thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, vậy coi là trưởng thành. Chỉ là, đột phá hỗn độn cảnh kết quả muốn mượn vật gì đâu. Hỗn độn tinh thụ, đột nhiên. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm này tràn đầy oai rồng. Diệp Thần biết, đây là Không Diệt Long Đế thanh âm. Tiền bối, ngươi nói hỗn độn tinh thụ là ta đột phá thời cơ. Bất Diệt Long Đế gật đầu một cái, ta ở luân hồi mộ địa đã nhiều ngày, một mực ở xem xét, ngươi căn cơ vượt xa hết thảy người, huyết mạch cũng là ta chưa từng thấy qua huyết mạch. Người phi phàm, muốn đột phá hỗn độn hạn chế, liền muốn đặc thù hỗn độn nền tảng. Người bình thường nền tảng có thể như một giọt linh dịch, mà ngươi nền tảng cần một phiến linh hải. Mà duy nhất có thể cung cấp linh hải chính là vậy hỗn độn tinh thụ. Ngươi thử xong toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, nói không chừng đây là ngươi hỗn độn thời cơ. Diệp Thần hơi vui mừng, mới vừa muốn nói cái gì, bên tai đột nhiên truyền đến Hạ Nhược Tuyết khẽ hô tiếng. Diệp Thần, mau xem. Diệp Thần ngay tức thì thức tỉnh, ngẩng đầu lên. Phát hiện thương khung xuất hiện một phiến điểm lành, một cái mang bảy màu vây cánh chim hướng bên này bay tới. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp hơi kinh ngạc, lộ ra tay, chim ngay tức thì rơi vào tay nàng tim. Mấu chốt, chim chóc dưới chân, trói một phiến phù văn. Hạ Nhược Tuyết vừa định đụng chạm phù văn, một chút cấm chế lực tấn công tới. Đây là cho Diệp Thần. Nàng mới vừa rồi hiển nhiên cảm giác được thuộc về Diệp Thần nào đó loại sóng động. Nhược Tuyết, đây là... Diệp Thần hỏi. Hạ Nhược Tuyết nhún nhún vai, tay thanh tú đem vậy chỉ chim đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần, người tới xem. Diệp Thần con người đông lại một cái, chạm được vậy chim chóc phù văn, ngay tức thì, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm này, là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Diệp Thần, thất đại thần quốc có biến, thiên ma kiếp. Dù sao cũng muốn chú ý. Phái ta ra giúp người truyền tin người. Suýt nữa bị chu diệt. Trong này, sợ rằng nổi lên thiên đại âm mưu. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, hắn vốn cho là Vĩnh Hằng Thánh Vương người đã đem Vạn Pháp Tông và Thiên Ma cấu kết sự việc truyền. Bây giờ nhìn lại, thứ nhất thần quốc và Thiên Ma chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hắn phải mau sớm chạy tới thứ nhất thần quốc. Nhược Tuyết, ta rời đi trước một chuyến. Diệp Thần bỏ lại những lời này, liền biến mất ở Sùng Quang nơi chôn cất. Võ Minh Thành. Đây là một đạo thân ảnh, từ Võ Minh Thành bầu trời, chợt lóe lên, chính là Diệp Thần. Diệp Thần không có ở cái này Võ Minh Thành dừng lại. Nhưng đột nhiên bây giờ, Diệp Thần nhưng là thần sắc động một cái, khẽ cau mày, ở nơi này Võ Minh trong thành, rơi xuống thân hình. Võ Minh trong thành trên quảng trường, như biển người. Vô số võ giả tụ tập cùng nhau, tựa hồ khá là hưng phấn, mà quảng trường vị trí trung tâm, là một tòa tạm thời Bắc Đài cao. Trên đài cao, đứng một người mặc bạch bào, phong độ nhanh nhẹn người tuổi trẻ.
hắn tên là Trần Pha, là Võ Minh Thành thành chủ Trần Miệng con trai. Trần Pha mặt mỉm cười, đi tới trước đài, hắn sau lưng, mấy người phụ nữ, đem một bộ biểu ngữ mở ra, treo thật cao. Trên biểu ngữ viết 8 chữ to thay trời hành đạo, diệt trừ gian tà. Thấy cái này 8 chữ to, dưới đài võ giả, tựa hồ hơn nữa hưng phấn, kích động. Trần Pha nụ cười, vậy bộc phát đậm đà, đợi đến mọi người an tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng nói, chắc hẳn, mọi người đi tới nơi này, là đều đã nghe nói cái đó cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt Diệp Thần thân phận chân thật liền chứ. Mọi người nghe vậy, đều là hô lớn, ưng. Trần Pha mỉm cười nói, ha ha, một cái thứ bảy thần quốc phế vật, tại sao có thể là chân chính vạn cổ yêu nghiệt? Hiện tại, hết thảy liền cũng hợp tình hợp lý. Đồ vô sỉ kia, lại vì tăng lên thực lực, đầu phục thiên ma. Ha ha, cái này loại tiểu nhân, có nên hay không chết? Trên quảng trường, vang lên sơn hô hải khiếu đáp lại, đáng chết. Trần Pha chợt chỉ sau lưng một cái biểu ngữ, hô lớn, hiện tại, cơ hội sẽ đến. Sáu đại thần nước, đối với cái này ma tộc gian tế, tuyệt không nhân nhượng, thế phải đem hắn hết thảy đảng vũ, diệt trừ hầu như không còn, ép cái này gian tế hiện thân. Mà chúng ta, thân là thứ nhất thần quốc một thành viên, tự nhiên hẳn là diệt trừ cái này ma tộc gian tế, hiến một phần lực. Nhóm đầu tiên trừ ma võ giả, đã đi thứ bảy thần quốc, mà chúng ta Võ Minh Thành cũng không thể lạc hậu, hiện tại, bắt đầu chiêu mộ nhóm thứ hai đi thứ bảy thần quốc trừ ma võ giả, thay trời hành đạo, không thể thoái thác. Tất cả mọi người là hô lớn, thay trời hành đạo, không thể thoái thác. Bất quá, không có ai phát hiện, đám người bên trong, đứng một tên thanh niên nhìn như lãnh đạm trên gương mặt, một cặp tròng mắt, nhưng tràn đầy lửa giận. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Hiện tại, Diệp Thần là thật nổi giận à? Có ý gì? Mình thật thành ma tộc gian tế. Ngày thường có thể coi thường rất nhiều giễu cợt, đem làm chó sủa, không để ý tới sẽ. Nhưng là, không để ý tới sẽ, cũng có ranh giới cuối cùng, ma tộc gian tế như danh, đối với Diệp Thần mà nói, đã xa xa vượt ra khỏi hắn ranh giới cuối cùng. Huống chi, Diệp Thần ở đi quật lá chi địa trước, nhưng mà chém giết một đầu thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí có thể, uy hiếp được thất đại thần quốc vô số sinh linh cao cấp ma tộc à. Vì thế, thậm chí thiếu chút nữa trả giá sinh mạng giá phải trả, mình lúc này mới rời đi bao lâu. Đổi lấy, chính là một cái ma tộc gian tế tiếng xấu. Cái này làm cho người, làm sao có thể không tức giận. Trần Pha khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, thành thật mà nói, hắn đối với cái gì thay trời hành đạo, căn bản không có hứng thú, sở dĩ bán như vậy lực mời chào cái gọi là trừ ma võ giả, là bởi vì là lợi ích. Không sai, chính là lợi ích. Mỗi chiêu mộ được một người võ giả, thần minh cũng sẽ lấy tu võ tài nguyên làm tưởng thưởng. Mà võ giả tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, đổi lại tu võ tài nguyên, tự nhiên càng phong phú. Đây mới là Trần Pha mục đích thực sự. Đồng thời, hắn cũng biết, không chỉ là hắn, liền liền những võ giả này cũng giống như vậy. Những võ giả này, để ý thật sự là trừ ma vệ đạo. Ha ha, tu võ thế giới, tàn khốc vô cùng. Nào có như vậy nhiều chính nghĩa nhân sĩ. Trần Pha biết, những võ giả này chỉ là cần một cái lý do, một cái cớ thôi. Một cái, để cho bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đốt giết cướp bóc mượn cớ. Lần này cái gọi là trừ ma chuyến đi, trên thực tế, là sáu đại thần nước đối với thứ bảy thần quốc xâm lược, đối với thứ bảy thần quốc tu võ tư nguyên cướp đoạt cùng chia cắt. Trên quảng trường võ giả, từng cái trên gương mặt cũng lộ vẻ dữ tợn nụ cười. Chỉ cần một câu nói, đem thứ bảy thần quốc thế lực, đánh lên Diệp Thần đảng vũ danh hiệu, bọn họ không là có thể muốn làm gì thì làm. Thứ bảy thần quốc người phụ nữ, thứ bảy thần quốc tu võ tài nguyên, có thể nói đều ở đây đối với bọn họ vẫy tay à. Ai có thể chịu được như vậy cám dỗ? Hơn nữa, bọn họ còn có thể quang minh chánh đại làm những chuyện này, bọn họ đây là đang thay trời hành đạo, không phải sao? Trên thực tế, tất cả đại thần nước người không phải người ngu, Diệp Thần là ma tộc gian tế chuyện này, điểm khả nghi quá nhiều. Nhưng vì cái gì không có một người nói ra, mà là thầm chấp nhận. Nguyên nhân, có hai cái. Một, thứ bảy thần quốc mặc dù ra một Diệp Thần, nhưng toàn thể thực lực quá yếu, cơ hồ không thể nào từ diệt thế tai ương bên trong còn sống sót. Hai,
Diệp Thần, cho đến hiện tại cũng không có xuất hiện trong vắt, giải thích. Thậm chí lâu như vậy, không gặp bất kỳ tin tức. Cái này điểm thứ hai, cũng là nhất nguyên nhân trọng yếu. Diệp Thần bị bêu xấu là ma tộc gian tế, tại sao cho tới bây giờ còn không thấy được bóng người? Đổi thành người bất kỳ, cũng sẽ không kịp chờ đợi xuất hiện, trong vắt hết thảy chứ. Huống chi, là lấy Diệp Thần kiêu ngạo, làm sao có thể phải nhịn xuống. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là, Diệp Thần không phải là không muốn ra để giải thích, là căn bản không thể đi ra giải thích chứ. Người chết muốn giải thích thế nào? Ở Diệp Thần chết dưới tình huống, tất cả đại thần nước võ giả, đối với thứ bảy thần quốc, đã không có gì tốt kiêng kỵ, thà để cho thứ bảy thần quốc ở vực ngoại thiên ma xâm lược dưới hủy diệt, còn không bằng, để cho nó là cái khác mấy đại thần nước làm cống hiến, như vậy, còn có một chút giá trị, không phải sao? Ngay tại một đám võ giả, đều phải cướp lên đài ghi danh lúc đó, đột nhiên bây giờ, trên đài cao, bóng người chớp mắt, một tên chàng thanh niên, xuất hiện ở Trần Pha trước mặt. Trần Pha hơi sững sờ, nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Trảm ách 9 tầng trời tu vi. Loại rác dưới này võ giả, coi như để cho hắn gia nhập trừ ma chuyến đi, vậy đổi không tới nhiều ít tu võ tài nguyên chứ. Hơn nữa, tham dự trừ ma chuyến đi võ giả, mặc dù là càng nhiều càng tốt, nhưng mà, mỗi lần có thể tiến vào thứ bảy thần quốc võ giả số lượng, là có hạn, quá nhiều, không cách nào thông qua rời đi pháp trận. Cho nên, chỉ có thể phân nhóm đi. Mà càng sớm đi thứ bảy thần quốc trừ ma võ giả, có thể đổi tài nguyên, cũng chỉ càng nhiều. Trần Pha không muốn đem nhóm thứ hai quý giá số người, lãng phí ở như vậy một tên phế vật trên mình, coi như là cướp đoạt, là chia cắt chỗ tốt, cũng không phải ai cũng có tư cách chia một chén canh. Loại người này, coi như muốn đi, cũng chỉ có thể đến khi thứ tư, thứ năm phê chứ. Cho hắn điểm người khác ăn còn dư lại, cũng coi như là đáng thương hắn. Vì vậy, Trần Pha nhàn nhạt nói, đi xuống xếp hàng, ai bảo ngươi thẳng tiếp nối. Trên quảng trường võ giả, thấy rõ Diệp Thần tu vi, cũng là rối rít mắng, một cái chảm ách tu vi, cũng muốn trừ ma. Ha ha, cút nhanh lên xuống đây đi. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian, ngươi không xứng, và chúng ta cùng nhau trừ ma. Thay trời hành đạo, cũng là nói thực lực, thằng nhóc. Người cái này gọi là không tự lượng sức. Ở tháng vòng dị tượng hạ, thất đại thần quốc võ giả thực lực đều tăng lên không thiếu. Thậm chí mỗi ngày đều có thức tỉnh cổ thần thể và huyết mạch cường giả ra đời. Cái này làm cho thất đại thần quốc tu hành, tiết tấu mau đến mức tận cùng. Lúc này, Diệp Thần đứng ở trên đài, khẽ cúi đầu, không có ai thấy rõ hắn diễn cảm. Bỗng nhiên, Diệp Thần lên tiếng. Một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử. Lại tựa hồ như hàm chứa lực lượng nào đó, ngay tức thì đè qua trên quảng trường, vậy sơn hô hải khiếu tiếng gọi ầm ĩ. Các ngươi thật sự là dự định trừ ma vệ đạo sao? Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt hơi đổi, bao gồm trên đài Trần Pha. Trừ ma vệ đạo? Ngu sao? Nếu là thật phải đối mặt thiên ma, bọn họ có thể chạy được so với ai khác cũng mau chứ? Cái gọi là trừ ma vệ đạo, cho tới nay chính là một khẩu hiệu. Không phải sao? Loại chuyện này, mọi người đều là hiểu lòng nhau, người này lại nói ra. Những người này, dẫu sao là võ giả, nhiều ít vẫn là phải một chút ra mặt, bọn họ có thể hèn hạ, nhưng là, người không thể nói. Lúc này, từng cái võ giả trong mắt đều là lửa giận hừng hực nhìn về phía Diệp Thần. Tức giận nhất, dĩ nhiên là trên đài Trần Pha. Trần Pha trong mắt, hàn mang bạo tránh, quanh thân hơi thở. Đều bắt đầu nóng nảy, thằng nhóc này mình không tham gia liền không tham gia, còn mẹ hắn dám xấu xa chuyện tốt của mình. Bị Diệp Thần như vậy nói một chút, khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng dao động chứ. Giống như mọi người cùng nhau làm chuyện xấu, có thể rất nhiều người sẽ theo trước đi làm, nhưng, nếu như lúc này, có một người đứng ra chỉ trích, ngăn lại, có vài người, liền sẽ rút lui. Hắn mở chừng hai mắt, hướng về phía Diệp Thần phẫn nộ quát, thằng nhóc. Người ở chỗ này lớn thả cái gì quyết từ. Thay trời hành đạo, là chính nghĩa hành vi, há cho được ngươi loại phế vật này chất vấn. Chẳng lẽ, ngươi cũng là ma tộc gian tế, muốn là vậy Diệp Thần nói chuyện. Mọi người nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo một chút khinh thường.
Cái này ma tộc gian tế cái mũ, có ai mang nổi? Liền liền cái đó vạn cổ yêu nghiệt Diệp Thần, cũng mang không dậy nổi à? Thằng nhóc này, lại cuồng, ở lớn gan, vậy không dám nói tiếp chứ? Diệp Thần yên lặng một lát sau, nhàn nhạt nói ta không phải ma tộc gian tế. Trần Pha cười lạnh một tiếng, biết sợ. Hắn mặt đầy nụ cười nói, không phải ma tộc gian tế, liền nhanh chóng cho bổn công tử lăn xuống đi, nếu không, bổn công tử, sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thay trời hành đạo. Mọi người nghe vậy, đều là khinh thường nhìn Diệp Thần, đang mong đợi thấy hắn ảo não từ trên đài cao cút xuống một màn, Diệp Thần nghi ngờ, làm được bọn họ mặt mũi, đều có điểm không nén giận được, ước gì thấy Diệp Thần bêu xấu. Để cho Diệp Thần biết, có một số việc không phải hắn có thể thay đổi. Có thể Diệp Thần, lại không có động. Một khắc sau, một thanh trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, hắn chậm rãi, ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn trước mặt Trần Pha, cất cao giọng nói, ta nói lại lần nữa, ta không phải ma tộc gian tế. Một đạo ánh mắt bén nhọn, từ Diệp Thần cặp mắt bên trong bắn tán loạn ra, giống như hàn như gió, từ tại chỗ võ giả gương mặt bên trên, cuộn sạch mà qua. Hắn cao giọng quát lên, ta là Diệp Thần, các ngươi, ai muốn giết ta? Tĩnh mịch, toàn bộ quảng trường, tựa như bị đông cứng liền giống vậy tĩnh mịch. Một câu kia ai muốn giết ta? Lại là hù được đám này võ giả, câm như hến, không người dám lên tiếng đáp lại. Trên quảng trường từng cái, mới vừa rồi còn đang gọi ồn ào, mặt đầy vẻ trào phúng võ giả, trong chốc lát, đều là rung động nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này, nói gì? Hắn là Diệp Thần. Bọn họ cẩn thận nhớ lại một phen, cái đó truyền thuyết bên trong bất bại chiến thần Diệp Thần, tựa hồ, đúng là chạm ách cảnh tu vi, tay cầm đen nhánh trường kiếm, thần sắc lãnh đạm thanh niên hình dáng à. Và thằng nhóc này, không phải vô cùng làm tướng tựa như sao? Trong nháy mắt, mọi người cảm giác mình máu, đều phải động lại, óc cũng không biết vận chuyển à. Diệp Thần không có ở đây thời điểm. Bọn họ dám cản rỡ, dám làm nhục, có thể cái này hung danh hiển hách chiến thần, nếu là thật xuất hiện ở trước mặt những người này, lại có ai, dám nói nhiều một chữ. Liền dám, cũng không dám bắn. Mặt mũi, mới có thể có mạng trọng yếu. Có thể một khắc sau, trên đài cao, nhưng là chợt vang lên một tràng cười. Mọi người ngơ ngác nhìn, lúc này, còn có người dám cười. Ở người cười, chính là Trần Pha. Hắn chỉ Diệp Thần, cũng cười cong eo vậy nói, ha 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 ha, lấy vì mình là chảm ách cảnh, liền có thể giả mạo Diệp Thần. Ngươi, ngược lại là rất sẽ gắn à. Giả mạo. Mọi người trong lòng chấn động một cái. Mới vừa rồi, bọn họ bị Diệp Thần khí thế, sợ choáng váng, hơn nữa thanh niên này, và trong truyền thuyết Diệp Thần, lại vô cùng là tương tự, bọn họ theo bản năng liền phải tin tưởng. Có thể hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút. Chảm ách cảnh võ giả thất đại thần quốc cũng không thiếu, người này nói không chừng chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Dẫu sao, Diệp Thần phải xuất hiện sớm xuất hiện, còn sẽ đến khi hiện tại, ở bọn họ nho nhỏ võ minh thành, hiển lộ thân phận. Một đám võ giả thần sắc, dần dần buông lỏng xuống. Trần Pha trong lòng buông lỏng một chút, ngay sau đó, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt lóe lên một chút vẻ oán độc. Thiếu chút nữa. Liền bị phế vật này được như ý à? Mới vừa rồi, tại chỗ võ giả, hiển nhiên đều bị thằng nhóc này chấn nhiếp, liền mình cũng thiếu chút nữa phải tin tưởng. Thằng nhóc này, không thể lưu. Trần Pha khí tức quanh người, chợt bùng nổ, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần mãnh liệt đi, hắn bất ngờ, là một người hỗn độn cảnh 6 tầng thiên cường giả. Dưới đài một đám võ giả, không ít người ở Trần Pha hơi thở đánh vào dưới. Cũng không nhịn được đổ lùi lại mấy bước, ánh mắt run rẩy. Trần Pha, không hổ là võ minh thành thành chủ chi tử, thực lực vô cùng là cường hãn à. Hơi thở này, trầm ngưng vô cùng, đều đủ để và giống vậy hỗn độn cảnh tầng 7 thiên võ người sánh bằng chứ. Một chuôi bạch ngọc trường kiếm, xuất hiện ở Trần Pha trong tay, kiếm khí kích động, trên thân kiếm, minh in một đạo long văn, kiếm quang lóng lánh bây giờ, ẩn hiện tiếng rồng ngâm. Trần Pha mặt đầy dữ tợn hướng về phía Diệp Thần chợt quát lên, tà thuyết mê hoặc người khác ma tộc gian tế, thật lấy là không ai dám giết ngươi. Bổn công tử Trần Pha, ngày hôm nay thì phải giết ngươi. Một khắc sau, Trần Pha một kiếm, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới.
Kiếm quang phù đãng, sắc bén hơi thở như rồng vậy ở quảng trường bên trong di động, không khí không ngừng mất đi, vậy lấy vững chắc vật liệu xây dựng ra đài cao, cũng xu hướng tại vết nứt, nghiền. Ngay tức thì, rất nhiều võ giả, đều là con người điên cuồng co rúc lại, bọn họ tựa như rơi vào một cái kiếm khí đại dương vậy, cho dù một kiếm này, không phải nhằm vào bọn họ, có thể toàn thân bọn họ kinh mạch đều đang là vô cùng đau đớn à. Một kiếm thật là khủng khiếp, thật là nồng đậm kiếm khí. Lúc này, phần lớn võ giả đều có một loại, chỉ cần Trần Pha tâm thần động một cái, mình cả thân máu thịt, cũng sẽ bị kiếm khí khuấy bể ảo giác à. Bọn họ đều không khỏi được mặt lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, hướng Diệp Thần nhìn, phổ thông chảm ách 9 tầng trời võ giả, muốn ở một kiếm này hạ sống sót, liền một phần tỷ cơ hội, cũng không có. Gắn là phải trả giá thật lớn. Đây là, Diệp Thần nhưng là chậm rãi đem trường kiếm trong tay, thu vào. Mọi người thấy vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, khinh miệt nở nụ cười lạnh. Phế vật này, xem ra là muốn hoàn toàn buông tha, chờ chết. Liền phản kháng, đều không dự định phản kháng. Trần Pha trong mắt tàn nhẫn vẻ, cũng là bộc phát nồng nặc lên. Có thể đối mặt cái này vô cùng sợ hãi một kiếm, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt lên tiếng. À, ngươi muốn giết ta. Vậy, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi giết người, ngươi hằng giết liền. Diệp Thần tại sao thu kiếm? Bởi vì, Trần Pha không xứng chết ở kiếm hắn hạ. Đối mặt Trần Pha một kiếm, Diệp Thần chỉ là chậm rãi đưa ra thực bên trong hai chỉ, cũng thành kiếm chỉ, hướng Trần Pha, chém một cái xuống. Kiếm quang tàn phá, khí tức hủy diệt, ẩn chứa trong đó. Nguyên bản, còn đang giễu cợt cười lạnh mọi người, sắc mặt ngay tức thì đọng lại. Thời gian, phảng phất ngừng. Đó là cái gì? Diệp Thần chém ra, đó là cái gì à? Đầu bọn họ ra, đều phải nổ tung, cái này tiện tay chém một cái, lại là ngay tức thì đem Diệp Thần trước người không gian, chia làm hai, trực tiếp đem hư không, miễn cưỡng chém rách. Hơn nữa, không phải bể tan tành như vậy, là hoàn toàn vết nứt à. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần cái này chém một cái, có bao nhiêu sắc bén. Kinh khủng nhất, là cái này chém một cái bên trong, có một loại vô cùng là không biết, khí tức quỷ dị. Bọn họ mặc dù không biết hơi thở kia bản thể, có thể là võ giả bản năng, đang gầm thét. Diệp Thần cái này chém một cái, vô cùng là nguy hiểm. Mà nguyên bản, còn đang cười lạnh, làm xong nhìn Diệp Thần bị mình một kiếm chém thành phấn vụn chuẩn bị, thậm chí đều bắt đầu cân nhắc, phải thế nào tránh xương máu dính đến trên người mình Trần Pha, sắc mặt, nhưng là hoàn toàn cứng lên. Trong mắt sợ hãi, thật là giống như gió lốc như nhau gào thét, đem đầu óc hắn, hoàn toàn chìm ngập. Không thể nào. Trần Pha kêu thảm một tiếng, cưỡng ép nghịch chuyển kiếm quang, vậy nguyên bản công kích một kiếm, nhưng là nhanh chóng mang Trần Pha thân thể, hướng phương xa bay đi. Đổi công làm thủ. Cơ hồ không có chút nào cách nhau đổi công làm thủ, đây cũng không phải là vậy võ giả có thể làm được, cái này Trần Pha võ đạo, không đơn giản. Có thể, đối với Diệp Thần trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Trần Pha, giống như là một cái sẽ đùa bỡn xiếc con kiến. Sẽ xiếc, thì thế nào? Con kiến, thủy chung là con kiến. Một khắc sau, đạo kiếm quang kia, ngay tức thì liền xuất hiện ở Trần Pha sau lưng. Trần Pha gào thét, lần nữa đổi lại kiếm khí, công hướng Diệp Thần chém ra đạo kiếm quang kia, muốn làm sao cùng vùng vẫy. Im hơi lặng tiếng, vậy sợ hãi ánh đao, sáp nhập vào Trần Pha kiếm khí bên trong. Nói chính xác, là trực tiếp, đem vô hình kia kiếm khí, miễn cưỡng chém ra. Huyết quang chớp mắt, Trần Pha thân thể, chia làm hai, rơi ở trên mặt đất. Đến chết, hắn trên gương mặt, còn duy trì vô cùng sợ hãi thần sắc. Diệp Thần quá khủng bố. Mọi người đều sợ ngây người, sợ, run rẩy. Chỉ một cái trong nháy mắt giết hỗn độn cảnh trung hậu kỳ tồn tại chảm ách võ giả, trừ Diệp Thần, còn có ai? Đây là, Diệp Thần lần nữa quay đầu, nhàn nhạt nói, hiện tại, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, một, cút, hai, chết. Mọi người nghe vậy, rối rít sắc mặt đại biến, tranh nhau hướng bốn phía chạy thục mạng. Không tới một cái hô hấp thời gian, nguyên bản người ta tấp nập quảng trường, cũng đã trống trơn như vậy. Chỉ có hai người, còn lưu tại chỗ.
Diệp Thần nhìn về phía hai người, trên gương mặt, sắc mặt nhưng là buông lỏng một chút. Cái này hai người, một người là một người mặt mũi tuyệt đẹp, mặc quần đen cô gái, chính là Đồ Lan Tâm. Mà một người khác, chính là một cái mặt mũi có chút tái nhợt nam tử, lại là theo qua sán theo như lời, hẳn đã tử vong Tống Kim Nghĩa. Đồ tiên tử, người như thế nào? Diệp Thần đầu tiên là nhìn về phía Đồ Lan Tâm hỏi một câu, lấy Đồ Lan Tâm thực lực, đoạn thời gian này một thân một mình, lại ở vào thần quốc võ giả rối rít chinh phạt Diệp Thần dưới tình huống, Diệp Thần vẫn là khá là lo lắng. Đồ Lan Tâm trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, ta không có sao, bữa trước, ta rời đi sau đó, cảm nhận được ngươi cùng Cao Ân chiến đấu chập chờn, lại không nhịn được, trở về tìm ngươi. Nàng trong mắt, toát ra nhớ lại vẻ. Bữa trước, Diệp Thần cùng Cao Ân chiến đấu chập chờn, quá mạnh mẽ, Đồ Lan Tâm mặc dù biết mình không giúp được Diệp Thần bận bịu, nhưng mà, vẫn là không nhịn được trở về. Cao Ân chân thực quá mạnh mẽ, nàng không yên lòng. Nhưng, làm nàng trở về lúc đó, Diệp Thần và Cao Ân, đã sớm không ở vị trí cũ. Đồ Lan Tâm tìm rất lâu, có thể không những không có tìm được Diệp Thần và Cao Ân, ngược lại, gặp một con yêu thú. Suýt nữa, thì phải bỏ mạng thú vẫn bên trong. Thời khắc mấu chốt, Tống Kim Nghĩa xuất hiện, đánh chết con yêu thú kia. Nguyên lai, Tống Kim Nghĩa cùng Cao Ân đánh một trận, bị hắn trọng thương sau đó, sử dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trốn, vừa vặn, cũng bị Cao Ân cùng Diệp Thần chiến đấu chập chờn, hấp dẫn tới nơi này. Tống Kim Nghĩa có thần minh ngọc bài, vốn là có thể phong tỏa Diệp Thần chỗ ở, nhưng, ở hắn cảnh cáo Qua Sán, Vạn Pháp Tông là ma tộc gian tế sau đó, Qua Sán phản ứng nhưng đưa tới hắn hoài nghi. Hắn nhận ra được, Qua Sán rất có thể đã bị Vạn Pháp Tông thu mua. Cho nên, vì phòng ngoài ý muốn, Tống Kim Nghĩa lợi dụng mình quyền hạn, cắt đứt Diệp Thần Ngọc Bài những thứ khác thần minh Ngọc Bài liên lạc, cái này, cũng là Qua Sán các người, không cách nào tìm được Diệp Thần nguyên nhân. Vậy thật may Tống Kim Nghĩa làm như vậy, nếu không, Diệp Thần rất có thể đã bị rất nhiều cường giả nơi vây giết. Nhưng cứ như vậy, Tống Kim Nghĩa mình vậy không tìm được Diệp Thần sở tại. Hai người gặp mặt sau đó, liền đi trước ở lại Võ Minh Thành. Căn cứ Tống Kim Nghĩa suy đoán, Diệp Thần nếu như biết xảy ra chuyện, thời gian đầu tiên liền sẽ đi thần minh, rất có thể đi qua nơi này. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng về phía Tống Kim Nghĩa nói, Tống huynh, đa tạ. Tống Kim Nghĩa khẽ mỉm cười, Diệp huynh không nên khách khí, đúng rồi, Diệp huynh, đoạn thời gian này, người kết quả đi đâu? Vì sao không có một chút tin tức? Đồng thời, hắn đáy lòng âm thầm chấn động tùng. Đồ Lan Tâm mặc dù không có phát hiện, nhưng, lấy Tống Kim Nghĩa ánh mắt, nhưng là có thể nhìn ra được, Diệp Thần lại mạnh. Hơn nữa, tăng lên cực lớn. Cái này, vậy quá kinh khủng đi. Bọn họ mới tách ra bao lâu? Diệp Thần, rốt cuộc lại một lần tăng lên thực lực. Cái này được yêu nghiệt đến trình độ nào à? Diệp Thần chưa từng có giải thích thêm quật lá chi địa và sùng quang nơi chôn cất sự việc, mà là cau mày nói, Tống huynh. Tại sao những người này biết nói ta là ma tộc gian tế? Hết thảy các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thứ bảy thần quốc có thể bị nguy hiểm hay không? Tống Kim Nghĩa thần sắc trầm xuống, ngưng tiếng nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, thần minh minh chủ Qua Sán đã phản bội. Hơn nữa, đang phải mang 6 đại thần nước, xâm lược thứ bảy thần quốc, mục đích là lợi dụng loài người tham lam, khơi mào nội đấu. Hắn đem sự tình đầu đuôi một vừa phân tích, mặc dù, hắn không có ở trận, nhưng cơ hồ toàn bộ đều nói đúng. Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút sát ý nói, Tống huynh, ta hiện tại phải lập tức chạy tới thứ bảy thần quốc. Thời gian không nhiều lắm, lúc này, vậy 6 đại thần nước người, hẳn đã đến thứ bảy thần quốc liền chứ. Diệp Thần người phụ nữ, sư trưởng, bằng hữu, tông môn, cũng thuộc về nguy hiểm bên trong. Tống Kim Nghĩa gật đầu nói, Diệp huynh nói cực phải, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta chắc có biện pháp né tránh thần minh tai mắt, mang hai vị trở lại thứ bảy thần quốc. Một khắc sau, thân hình ba người chớp mắt, từ tại chỗ biến mất. Lúc này, thứ bảy thần quốc. Một đạo vô cùng không gian to lớn kẽ nứt, ở một tòa trên hoang đảo không mở ra, kẽ nứt bên trong, chậm rãi bay ra một chiếc phi thuyền. Một chiếc diện tích chừng trên 100.000 thước vuông siêu cấp phi thuyền. Phi thuyền trên bong thuyền, đứng không đếm xuể võ giả,
những võ giả này, từng cái trên mặt cũng lộ vẻ dữ tợn nụ cười, tựa như từng cái sắp lao vào bầy cừu bên trong sói đói. Phi thuyền mũi thuyền chỗ, trống ra hơn ngàn thước vuông vị trí, đứng nơi đó le que mấy người. Có thứ nhất thần quốc thần minh minh chủ qua sán, vạn pháp tông đại trưởng lão Điền Phi Minh, thứ hai thần quốc chí cường phong thiếu vũ các người, những người này, có thể nói là lần này xâm lược thứ bảy thần quốc nhân vật dẫn quân. Trừ cái này ra, còn có một người mày kiếm mắt sáng sủa, mặt mũi tuấn giật người tuổi trẻ, nhưng hắn khí chất cũng không so thâm trầm, ánh mắt vô cùng là tang thương. Người trẻ tuổi này người mặc áo bào đen, đứng chắp tay, rất nhiều võ giả cũng tò mò nhìn hắn. Bọn họ không nhận biết người này, chỉ biết là, người này đến từ thứ nhất thần quốc, nhưng bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, thứ nhất thần quốc còn có như vậy một tên thanh niên tài tuấn à. Hơn nữa quỷ dị chính là, những cái kia đứng ở đầu thuyền, từng cái thân phận địa vị, cũng vô cùng là không tầm thường đại lão, đối với người này lại đều là vô cùng là cung kính. Đây là, Điền Phi Minh hướng về phía người trẻ tuổi kia thi lễ nói, lão tổ tông, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi thần cực tông sao? Mọi người nghe vậy, đều là một hồi sợ hãi. Lão tổ tông, người trẻ tuổi này, chẳng lẽ là vạn pháp tông lão tổ Khổng Trì? Có thể Khổng Trì, rõ ràng là một người ông già à? Tu võ thế giới, không phải là không có một ít chú nhan thủ đoạn, nhưng, người già trẻ lại, nhưng là cơ hồ không thể nào. Cái này Khổng Trì, nhưng mà không biết sống nhiều ít vạn năm siêu cấp lão quái vật liền à, có thể hiện tại, lại người già trẻ lại. Không tưởng tượng nổi. Khổng Trì nhàn nhạt nói, trực tiếp đi đi, diệt thần cực tông sau đó, các ngươi có thể tự do hành động. Vậy một đám võ giả, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt hiện vui mừng. Bọn họ cũng rõ ràng, tự do hành động, thì đồng nghĩa với, bọn họ có thể tùy ý cướp đoạt thứ bảy thần quốc người phụ nữ. Tư nguyên. Bọn họ đều có chút không kịp chờ đợi, đem cái gọi là thần cực tông, mất đi liền à. Lúc này, vậy dáng vóc to phi thuyền run lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng một cái hướng khác, cực nhanh bay đi. Lúc này, thần cực tông. Tông chủ Ngọc Chân Tử, thứ bảy thần quốc thượng cổ yêu hoàng Thanh Đế, Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên, Ma Tôn Vân Vô Hình, thậm chí thượng cổ nhân tộc Ba Vương, cũng xuất hiện ở nơi này. Mặt của bọn họ sắc, lại đều là vô cùng nặng nề. Liền liền đã đột phá thiên thần cảnh tu vi, bản thể là Thương Long Thanh Đế, cũng là như vậy. Bọn họ sở dĩ, cũng xuất hiện ở nơi này, là bởi vì là bọn họ lấy được một cái tin, một chiếc phi thuyền khổng lồ, xuất hiện ở thứ bảy thần quốc, hơn nữa, xem phương hướng, rất có thể chính là hướng thần cực tông tới. Mà chiếc phi thuyền này lên võ giả, từng cái hơi thở cũng vô cùng là mạnh mẽ. Tựa hồ đến từ cái khác sáu đại thần nước. Thất đại thần quốc tồn tại, đối với phổ thông võ giả mà nói, có thể là bí mật, nhưng, đối với Thanh Đế, thượng cổ Ba Vương tầng thứ này tồn tại mà nói, tự nhiên không có thể không biết. Cái khác sáu đại thần nước người, đột nhiên xông vào thứ bảy thần quốc, còn đối với trước thần cực tông, thế tới hung hung. Làm sao xem, cũng không thể là muốn ở thần cực tông uống ly trà chứ. Thanh Đế các người. Mặc dù đã từng cũng cùng Diệp Thần giao thủ qua, mâu thuẫn qua, nhưng, trên thực tế, bọn họ đã công nhận Diệp Thần, là thứ bảy thần quốc đệ nhất cường giả, là thứ bảy thần quốc chân chính lãnh tụ. Mà có Diệp Thần thần cực tông, không thể nghi ngờ, đã là thứ bảy thần quốc thứ nhất tông môn, hiện tại, những người ngoại lai này rõ ràng muốn vào phạm thứ bảy thần quốc thế lực lớn nhất. Cái này, không phải xâm lược, còn có cái gì là xâm lược? Thanh Đế các người. Tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý đến. Toàn bộ thần cực tông, lúc này cũng bao phủ ở một phiến mưa gió sắp tới không khí bên trong. Ngay tại lúc này, một cái chấm đen, từ chân trời xuất hiện, thời gian đảo mắt, liền đến thần cực tông chỗ ở núi thần trước, vậy phi thuyền, thậm chí so đúng ngôi thần sơn, còn to lớn hơn. Trên phi thuyền, chừng trên 100.000 võ giả. Hơn nữa, những võ giả này, không có một cái là người yếu à. Tu vi thấp nhất, đều có chạm ách cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí, hỗn độn cảnh tồn tại cực kỳ chi hơn. Còn có rất nhiều ngày thần cảnh à. Lúc này, trên phi thuyền võ giả, mỗi một người đều là mặt lộ tàn nhẫn, vẻ khinh thường, cả người hơi thở lăn lộn. Chỉ là 100.000 này võ giả uy áp,
liền cơ hồ muốn cho tất cả thần cực tông đệ tử tuyệt vọng, hộc máu, ngất đi à. Bọn họ mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn muốn, xong rồi, thần cực tông hoàn toàn xong rồi. Đối mặt cái này sáu đại thần nước quân thế, lại có thế lực kia, có thể ngăn cản. Thần quốc đệ nhất thế lực vạn pháp tông, cũng chưa chắc có thể làm được chứ. Mà thần cực tông, cho dù có thanh đế vân, vân chí cường, tổng thể thực lực mà nói, có thể nói, và vạn pháp tông hoàn toàn không thể so sánh. Không nói khác, chỉ là vạn pháp tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, liền đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại à. Thanh đế mạnh hơn nữa, vậy rất khó làm được lấy cùng cấp bên trong, một địch ba chứ. Chớ nói chi là, còn có như vậy nhiều thực lực kinh khủng võ giả. Tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng. Ngọc Chân Tử quát to, toàn lực mở hộ sơn đại trận. Có thể, lại bị thanh đế ngăn cản. Hắn ánh mắt chớp động nhìn về phía vậy trên phi thuyền vô số võ giả, mở miệng nói, không cần, hộ sơn đại trận, đối với bọn họ mà nói, không chịu nổi một kích, đại trận bị phá, chỉ có thể để cho thần cực tông các đệ tử, hơn nữa tuyệt vọng thôi. Ngọc Chân Tử trầm giọng nói, vậy, hiện tại phải làm sao? Thanh đế trong mắt bên trong, chợt thần quang bạo tránh, như đinh chém sắt mở miệng nói, cùng Diệp Thần trở về. Cái gì? Mọi người, đều là hơi kinh hãi. Cùng Diệp Thần trở về. Bọn họ mặc dù không biết Diệp Thần ở thứ nhất thần quốc, chuyện gì xảy ra, nhưng, những người này có thể xuất hiện ở nơi này, cũng đủ để thuyết minh, Diệp Thần cơ hồ không thể nào ngăn cản bọn họ chứ. Nếu như, Diệp Thần có biện pháp ngăn cản những người này, đã sớm ngăn cản. Thanh đế tựa hồ xem thấu ý nghĩ của mọi người, bỗng nhiên quát to tin tưởng hắn. Chúng ta không phải đã đem Diệp Thần làm là thứ bảy thần quốc lãnh tụ sao? Như vậy, chúng ta muốn làm chính là tin tưởng lãnh tụ. Tin tưởng lãnh tụ. Mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động, vốn có chút dao động tim, lần nữa kiên định đứng lên. Thanh đế nhìn mọi người thần sắc, gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết vẻ nói, nếu chúng ta lựa chọn tin tưởng, như vậy, cho dù chết, chúng ta cũng phải ở Diệp Thần trở về trước, bảo vệ thần cực tông bất diệt. Lãnh tụ của chúng ta, một khi xuất hiện, thắng lợi, sẽ phải là ta cửa. Trong nháy mắt, thần cực tông mọi người quanh thân hơi thở, lại đều là phóng lên cao, vô cùng mạnh mẽ, lại mơ hồ để chống đỡ vậy 100.000 võ giả uy áp. Một khắc sau, thanh đế thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở vậy phi thuyền trước, lạnh lùng nhìn trên phi thuyền mọi người, mở miệng nói, các vị. Hiện tại diệt thế tai ương hạ xuống, ta thứ bảy thần quốc, không hy vọng xa vời các vị xuất thủ tương trợ, nhưng, các vị ở thời khắc nguy cấp này, lại ồ ạt xâm lượt ta thứ bảy thần quốc, khơi mào trong nhân tộc đấu. Các vị rõ ràng, làm như vậy, ý vị như thế nào sao? Ở thanh đế xem ra, những người này, mới là thất đại thần quốc lớn nhất phản đồ à. Có thể đứng ở đầu thuyền mọi người, nhưng là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn thanh đế. Điền Phi Minh nhàn nhạt nói, ý vị như thế nào? Ha ha, chúng ta đã điều tra rõ, Diệp Thần là ma tộc gian tế, chúng ta làm như vậy, tự nhiên ý nghĩa trừ ma vệ đạo. Và khơi mào trong nhân tộc đấu so sánh, cầm các người bọn gian tế kia lưu lại, nguy hại lớn hơn gấp 10.000 lần. Thanh đế trên mặt, vẻ giận dữ cùng nhau. Gian tế. Cái này, đơn giản là đối với vô cùng kiêu ngạo thanh đế làm nhục. Hắn tình nguyện chết trên 10 triệu lần, cũng không thể làm ma tộc gian tế. Thanh đế quát to, điên đảo đen trắng. Các ngươi có chứng cớ gì? Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Đạo lý này, liền liền yêu tộc vậy hiểu. Điền Phi Minh bên cạnh qua sán, cười lạnh nói, chứng cớ. Chúng ta nói ngươi phải. Ngươi chính là một cái thứ bảy thần quốc người, cũng dám nghi ngờ chúng ta. Ngươi xứng sao? Thuyền kia đầu mọi người, đều là cân nhắc đánh giá thanh đế, những người này là hoàn toàn xé rách mặt, bại lộ bọn họ mục đích thực sự à? Thanh đế khí được, cả người phát run, không thể nhịn được nữa. Những người này, quá vô sỉ. Một khắc sau, một tiếng chấn thiên rồng ngâm, vang tận mây xanh, thanh đế cả người thanh quang chớp mắt. Liền biến thành một cái so phi thuyền còn muốn khổng lồ vạn trượng thanh long, miệng rồng một tấm, màu xanh lôi quang bạo tránh, hóa là một chuôi mang mất đi hơi thở màu xanh sấm kiếm, hung hăng hướng vậy trên phi thuyền vạn chúng võ giả chém tới. Nguyên bản không thiếu còn đang cười lạnh,
giễu cợt võ giả, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ. Cái này sấm kiếm hơi thở, thật là khủng khiếp. Thanh đế so với lần trước cùng Diệp Thần giao thủ lúc đó, lại trở nên mạnh mẽ. Cho dù là Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ cùng thực lực tồn tại, đều là hơi rung động. Nhưng, Khổng Trì thần sắc, lại không có từng tia chập chờn. Một khắc sau, Khổng Trì chậm rãi đưa tay một cái, nhìn như tùy ý hướng Thanh đế đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh ra ngay tức thì, người sở hữu, đều tựa như nghe được rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Trong vô hình, như có cái gì bể nát vậy. Vô số võ giả, rối rít mặt hiện chấn động tủng vẻ. Vậy bể tan tành, chẳng lẽ là võ đạo quy luật sao? Một đạo gần như trong suốt dáng vóc to trưởng ấn, hướng vậy sấm xanh kiếm to chấn áp đi, không gian hí, gió lớn gầm thét, trưởng ý điên cuồng, thiên địa làm biến sắc, thần cực tông chỗ ở núi thần, lại là ở một trưởng này uy lực còn lại dưới, bắt đầu điên cuồng run rẩy, cơ hồ, thì phải tan vỡ. Cái này tiện tay một trưởng, lại là cực kỳ kinh khủng. Hung hãn trưởng uy, giống như một tòa dù sao cũng trưởng núi to vậy, hung hãn đè đang lúc mọi người trong lòng bên trên, cho người một loại không thể nào chống cự cảm giác. Một khắc sau, sấm xanh kiếm to, cùng vậy dáng vóc to trưởng ấn, ầm ầm đụng nhau. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc yêu tộc, đế tuyệt núi. Một đạo kinh thiên dị tượng phóng lên cao. Toàn bộ đế tuyệt trên núi không, lại xuất hiện quỷ dị hai con ngươi chi ảnh. Cái này hai con ngươi để cho vô số cự thú kêu gào, thần phục. Giống như, huyết mạch trấn áp. Càng giống như, thế gian ác mộng ra đời. Không có ai biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như người có lòng lưu ý, tất nhiên sẽ phát hiện một đạo song sắc chi ảnh hướng thứ bảy thần quốc thần cực tông phương hướng phóng tới. Đồng thời, một đạo thanh âm rung trời. Thật lâu không ngừng. Đó là thuộc về tiểu hoàng thanh âm. Cũng là thuộc về hai con người ác mộng tức giận. Thứ bảy thần quốc, liên miên thêm bình tĩnh đại sơn bên trong. Rất nhiều ở trong núi sâu bế quan võ giả, đột nhiên tròng mắt mở ra. Bọn họ trên mặt viết đầy cực độ kinh hoàng. Những người này, từ tháng vòng dị tượng bắt đầu, cũng chưa có lựa chọn ra đời. Bọn họ thế giới chỉ có tu luyện. Bọn họ sinh mạng lại là xuyên qua thượng cổ và hiện tại. Bọn họ tất cả mục tiêu đều là võ đạo cuối. Những thứ này lánh đời cường giả vốn không nên cắt đứt tu luyện. Nhưng ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, bọn họ bình tĩnh tim, lại bị một đạo đỏ xanh ánh sáng bao trùm. Cái này đỏ xanh ánh sáng giống như ác mộng vạch qua, ở bọn họ trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Thậm chí, tại chỗ rất nhiều võ giả, khóe miệng cũng rịn ra một chút máu tươi. Một chút bọn họ ngàn năm cũng không có tràn ra máu tươi. Hai con người ác mộng. Làm sao có thể, thái cổ di chủng hai con người ác mộng. Mấy đạo lạnh như băng thêm thanh âm tang thương, ở hắc ám cuối vang lên, thật lâu không ngừng. Hình ảnh quay về, thứ bảy thần quốc, thần cực tông. Bầu không khí khẩn trương đến mức tận cùng. Vô số người ngước nhìn thương khung. Vậy thanh đế sấm xanh kiếm to và Khổng Trì dáng vóc to trưởng ấn va chạm. Không người nào có thể nghĩ đến, lớn mạnh như vậy nhất kích, thiên thần nhất kích, sẽ là như thế nào kết quả. Đột nhiên, một màn quỷ dị, xuất hiện. Vậy nhìn như, vô cùng mạnh mẽ, tựa như có thể xứ vạn vật mất đi sấm xanh kiếm to, nhưng là im hơi lặng tiếng bể tan tành, tiêu tán à. Thanh đế sấm sét nhất kích, ở nơi này Khổng Trì trước mặt lại là không chịu được như vậy. Cho dù lấy cái này thượng cổ yêu hoàng tâm tính, đều là không nhịn được tâm thần hung hãn run lên. Ngay lập tức bây giờ, thanh đế lại là lần nữa hóa thành hình người, hắn chặt chẽ cắn răng, trong tay là một chuôi sấm xanh lượn quanh trường kiếm. Tại sao hóa thành hình người? Bởi vì, Khổng Trì quá mạnh mẽ, mạnh xuất từ mấy quá nhiều. Thanh đế chỉ có dùng võ đạo chống đỡ, hơn nữa, còn muốn đột phá võ đạo của mình cực hạn, mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu không, cái này tiện tay đánh ra một chưởng, là có thể để cho hắn chết. Thanh đế trong mắt tinh quang bạo tránh, cả người kiếm ý kích động, hung hăng hướng dấu tay kia chém ra một kiếm. Lôi quang lớn thả, hóa thành một đạo màu xanh lôi long, hướng trưởng ấn lượn lờ gào thét ra, trên núi thần nhân tộc Ba Vương, thấy thanh đế một kiếm này, trong mắt đều là sáng lên. Một kiếm này, rất tốt, thậm chí, mơ hồ cũng mang theo một chút chân võ ý.
Thanh đế, mặc dù thân là yêu tộc, hắn tu võ thiên phú nhưng có thể nói chấn động tùng. Bất quá, ngay sau đó, bọn họ liền không nhịn được thở dài đứng lên. Tại sao than thở? Bọn họ than thở, là bởi vì là thanh đế sáng tỏ võ đạo trọng yếu, đã quá muộn, trễ mấy ngàn năm. Cho dù thanh đế thiên phú vũ đạo cực cao, hôm nay, và cái này khổng trì so sánh, nhưng căn bản là một ngày đầy đất hà. Kiếm mang tan vỡ, vậy dáng vóc to trưởng ấn, hung hăng chấn áp tại thanh đế trên mình, ầm một tiếng, thanh đế cả người xương máu bùng nổ, mênh mông máu rồng trên không tự nhiên, phiến phiến vảy rồng hóa thành chấm thanh quang hỗn tạp xương máu bên trong. Thanh đế cả người nhuốm máu, xương cốt đứt đoạn, bắp thịt biến dạng, cả người giống như đạn đại bác vậy, hung hăng đập vào trên núi thần, ầm một tiếng, lại là đem đúng ngôi thần sơn, hoàn toàn đập sập. Mà nguyên bản khí thế khoáng đạt, được gọi là thứ bảy thần quốc đệ nhất thế lực thần cực tông, vậy đi đôi với núi thần sụp đổ mà tan vỡ trước, vô số kiến trúc hóa là ngói vụn, thần cực tông, trong thoáng qua là được một mảnh phế tích. Kim Thiên Ngạc đỡ dậy thanh đế thân thể, sắc mặt vô cùng làm khó xem, nếu như không phải là bản thể hắn Thương Long, thân sắc cực kỳ cường hãn mà nói, đã sớm tan thành mây khói. Nhưng, may là như vậy, cũng là chỉ còn lại một hơi mà thôi. Không có sức tái chiến. Ở Diệp Thần không có thuộc về trước khi tới, thanh đế có thể nói là bọn họ chỗ dựa lớn nhất à. Mà hiện ở nơi này dựa vào, lại bị đối phương tùy ý một trường, giết trong nháy mắt. Thần cực tông, nguyên bản mới vừa nhắc tới tinh thần, liền bị một trường này miễn cưỡng đánh nát. Khổng Trì đứng ở đầu thuyền, sắc mặt thần sắc nói, còn dư lại, các ngươi ra tay đi. Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ các người, đều là mặt hiện vẻ dữ tợn đáp một tiếng, một khắc sau, thân hình chớp mắt, liền hướng thần cực tông mọi người nhào tới. Trừ thanh đế, những người còn lại, ở trong mắt bọn họ, cùng con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Thần cực tông phế tích bên trong, ngay tức thì vang lên vô số đệ tử, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Chiến vương hình ngàn hàn, kiếm vương tư đồ tân, hồn vương đông phương thịnh ba người, chính là mặt mũi âm hàn. Nhìn nhau một cái sau đó, ra tay. Bọn họ ba người tuy mạnh, nhưng cũng không phải vậy các đại thần quốc cường người, cùng với vạn pháp tông trưởng lão đối thủ. Bất luận thực lực cá nhân, vẫn là về số người. Nhưng, bọn họ, nhưng mà đã từng bị gọi làm người tộc ba vương tồn tại à? Thứ bảy thần quốc nhân tộc ba vương. Lúc này, trừ chiến trở ra, không có bất kỳ lựa chọn. Một đạo cực kỳ kiếm quang, kinh thiên lên. Phảng phất có thể đem thương khung, cũng làm chặt đứt vậy. Kiếm quang sau đó, là một đạo mặc quần áo trắng phiêu giật thân hình, đang đi đôi với kiếm quang, hướng cái này một đám võ giả, cực nhanh tới. Chính là thân như phi tuyết kiếm bừng bừng, kiếm chém thanh thiên diệt cửu trọng kiếm vương tư đồ tân. Cho dù là những cái kia thực lực đạt tới hỗn độn cảnh 9 tầng trời cường giả, ở một kiếm này trước mặt, đều là hơi biến sắc mặt. Một kiếm này, thành tựu quá cao. Mơ hồ, đã có liền vượt qua cảnh giới lực lượng. Nếu như bọn họ đơn độc đối mặt nói, thật là có nguy hiểm. Có thể, một khắc sau, Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ các người, khóe miệng chính là lộ ra lau một cái nụ cười châm chọc. Bất quá, bọn họ cũng không phải là một người, không phải sao. Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ, Tiêu Báo, Vạn Pháp Tông nhị trưởng lão tại lặn, bốn người lại là cùng chung ra tay. Kiếm ý. Kích ý, thương ý vân, hướng vậy một đạo kiếm quang, gào thét đi. Đối mặt mấy tên thực lực kinh người cường giả liên thủ nhất kích, cho dù là tư đồ tân như vậy tươi đẹp vạn cổ kiếm tu, cũng là không có sức ngăn cản. Đạo kiếm quang kia, chỉ chống đỡ ngay lập tức, liền bể nát. Tư đồ tân miệng phun máu tươi, ánh mắt đông lại một cái, trong tay chuôi này nương theo hắn vô số năm tháng trường kiếm, lại là khoảnh khắc nghiền. Hóa là một đạo thuần túy kiếm ý, lượn lờ quanh thân. Nhưng vào lúc này, vậy mấy tên tất cả nước chí cường, vạn pháp tông trưởng lão công kích, đến. Kiếm ý tan vỡ, tư đồ tân cả người đẫm máu, thân hình vô lực mới ngã xuống đất. Phong Thiếu Vũ các người đều là hừ lạnh một tiếng, cái này tư đồ tân sau cùng đạo kiếm ý kia, có chút cổ quái, lại là đỡ được bọn họ liên thủ nhất kích. Mấy người liên thủ. Còn không có dây chết cái này một cái thứ bảy thần quốc phế vật, để cho bọn họ khá là khó chịu. Ở nơi này mấy người, chuẩn bị truy kích lúc đó,
Đông Phương Thịnh nhưng là chợt quát lên một tiếng lớn, Tư Đồ Tân. Làm tốt lắm, huyết hồn phần thiên buộc sinh linh. Một đạo ngọn lửa màu máu, chợt ở Đông Phương Thịnh sau ót hiện lên, hắn lại là trực tiếp đem mình thần hồn, dẫn hỏa. Tuyệt mệnh thần hồn lực, gào thét ra, ngay tức thì nhiễm đỏ đúng phiến bầu trời, cái này đốt hồn lực, hóa thành mấy đạo thần sắc bàn tay, lại là đem vậy mấy tên chí cường giả, toàn bộ trói buộc. Hồn tu, mấy người kia kêu lên một tiếng, cho dù lấy bọn họ thần hồn mạnh, cũng là trong chốc lát không cách nào từ Đông Phương Thịnh trói buộc bên trong tránh thoát. Thật là khủng khiếp thần hồn lực. Bất quá, lúc này, Đông Phương Thịnh nhưng là mặt đầy đỏ tươi, thần sắc vô cùng là miễn cưỡng, hiển nhiên không chống đỡ được quá lâu. Mà lúc này, một đạo thân ảnh, lại là lấy tốc độ cực nhanh, cướp hướng vậy mấy tên cường giả trước người. Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ các người, đều là con người co giúp một cái. Người này hai tròng mắt bên trong, nhúc nhích u lam hỏa diễm, chính là Hình Ngàn Hàn. Lúc này, Hình Ngàn Hàn hiển nhiên sử dụng bí pháp nào đó, hắn quanh thân tản ra ngút trời hơi thở, giống như chiến thần xuống thế vậy, trong tay băng xương chiến cái chùy, sắc bén bạo tránh, hung hăng hướng bị trói buộc cư trú mấy người nện xuống. Lực lượng kinh khủng kia, làm đúng mảnh không gian đều điên cuồng run rẩy. Nguyên bản một phiến giễu cợt, rừng rưng vẻ mọi người, sắc mặt cũng là lớn đổi. Trong thoáng qua, Hình Ngàn Hàn liền đi tới Tiêu Báo trước mặt, một cái chùy nện xuống. Tiêu Báo hoảng sợ hét lên một tiếng, một đoàn hồng quang, chợt từ trong cơ thể bộc phát ra, ngăn cản hướng Hình Ngàn Hàn tay chúng nặng cái chùy. Có thể, vậy hồng quang, khoảnh khắc bây giờ, liền bị Hình Ngàn Hàn cự lực, đập thành nghiền. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tiêu Báo bị cái này một cái chùy, hung hăng đập ra, cả người xương cốt vết nứt, máu thịt ly tán, nặng nề đụng vào vậy to lớn trên phi thuyền, đem phi thuyền, đập ra vô số vết rách, lại là trực tiếp bị Hình Ngàn Hàn cái này một cái chùy, đập thành sắp chết. Thần cực tông mọi người thấy vậy, rối rít mặt hiện vui mừng, thành công. Nhân tộc ba vương phản kích, thành công. Bọn họ nội tâm bên trong, không khỏi sinh ra một cái hy vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình chớp mắt, nhưng là vậy trên phi thuyền, lại có một người hướng thần cực tông đánh tới. Một khắc sau, bóng đen kia liền trực tiếp xuất hiện ở Hình Ngàn Hàn trước mắt, trong tay một chuôi hắc thiết gậy to, ngay đầu nện xuống. Hình Ngàn Hàn điên cuồng hét lên một tiếng, vung cái chùy đập tới. Mọi người trên mặt, hiện ra vẻ vui mừng, chiến vương Hình Ngàn Hàn, cường đại nhất chính là lực lượng. Người này, lại cùng Hình Ngàn Hàn so lực lượng. Cho dù hắn thực lực cao hơn Hình Ngàn Hàn, cũng chưa chắc có thể đòi đúng lúc chứ. Nhưng, một khắc sau, Hình Ngàn Hàn thân hình, nhưng là chấn động mạnh một cái. Gan bàn tay bên trên, máu tươi chảy như dòng nước, cả người xương cốt, cũng là một hồi rắc rắc vang dội, ầm một tiếng, lại là bị một gậy này, đập được đảo phi nhi xuất. Mọi người thấy vậy, một hồi sợ hãi, người này lại đang trong lực lượng, thắng Hình Ngàn Hàn. Chỉ gặp bầu trời bên trong, đứng một người nửa viên đại hán, cả người lông vàng, uy phong lẫm lẫm. Hắn một đôi kim mâu, mắt nhìn xuống Hình Ngàn Hàn, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu ý. Hắn chính là thứ nhất thần quốc yêu tộc vương giả, thần viên viên thắng thiên. Mà liền vào giờ khắc này, mấy tiếng giống to phát ra, Phong Thiếu Vũ quanh thân bạc mang lớn thả, Điền Phi Minh bề mặt linh lực sôi trào, vậy từng cái màu máu bàn tay, lại là thật nhanh bể tan tành đứng lên. Đông Phương Thịnh khạc ra một ngụm máu tươi, thân hình thoát một cái từ không trung ngã xuống. Cưỡng ép khống chế được như thế nhiều tên cường giả, hắn vậy đến cực hạn. Thần cực tông mặt của mọi người sắc, hoàn toàn hôi bại xuống, nhân tộc ba vương, thủ đoạn dốc hết, nhưng, vẫn bại. Một tia hy vọng cuối cùng, vậy mất đi. Giải quyết nhân tộc ba vương, Điền Phi Minh vung tay lên, quát to các vị, diệt trừ ma đảng thời điểm đến, giết. Vậy 100.000 võ giả, hoan hô một tiếng, vô cùng hưng phấn, hiện tại, đối phương mạnh nhất mấy người đều đã được giải quyết, hiện tại, liền là chân tránh tàn sát thời khắc à. Bọn họ sớm liền phát hiện, cái này thần cực tông nữ đệ tử bên trong, có mấy vô cùng là đẹp hình dáng, không phải sao. Cái này 6 nước võ giả, từng cái trong mắt chớp động vô cùng thần sắc tham lam, cái này loại người cực đẹp, nhưng mà tới trước được à, trễ một bước, có thể sẽ bị người khác chơi hư.
Kim Thiên Ngạc hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một món kiên quyết vẻ, hắn đã nhận Diệp Thần làm chủ, vậy ở mình thân trước khi chết, liền tuyệt không cho phép những bại hoại này, làm bẩn thần cực tông. Một khắc sau, Kim Thiên Ngạc chợt hóa là nguyên thân, hét lớn một tiếng, quanh thân cá sấu long kim viêm như sóng biển vậy hướng vậy xông đến như bay thứ nhất sóng võ giả khơi thông đi. À à à à! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này thượng cổ thần hỏa đối với những cái kia tu vi ở Kim Thiên Ngạc dưới, thậm chí hơi mạnh hơn người hắn mà nói, đều là có thể chết người sát khí à. Có thể một khắc sau, một tiếng thét điên cuồng vang lên, Viên Thắng Thiên thân hình, chợt bành trướng, biến thành một đầu 10 trượng cao thấp kim mao cự viên, trong tay hắc thiết gậy to, hung hăng hướng Kim Thiên Ngạc ném đi. Vậy nhìn như trầm trọng vô cùng hắc thiết gậy to, ngay tức thì hóa là một đạo đen nhánh mũi tên, Kim Thiên Ngạc trong mắt co rúm một cái, thậm chí liền né tránh thời gian cũng không có, liền bị cái này gậy sắt, hung hăng xuyên qua thân thể, ầm một tiếng vang thật lớn, cắm vào thần cực tông trước sơn môn. Toàn bộ thần cực tông, một hồi tĩnh mịch. Vô số thần cực tông đệ tử cũng đã làm xong tự bạo chuẩn bị, thà bị những thứ này đồ vô sỉ làm nhục, ngược lại không như sạch sẽ chết đi. Vậy Kim Mao cự viên, hung hãn một cước dậm ở Kim Thiên Ngạc đầu lâu bên trên, trong mắt bên trong, thoáng qua là máu vẻ, hắn nhìn ra được, Kim Thiên Ngạc huyết mạch rất mạnh, cắn nuốt Kim Thiên Ngạc sau đó, mình thực lực, có thể cao hơn một cái nấc thang. Lúc này, hắn đưa tay một cái, bắt được Kim Thiên Ngạc đầu lâu, hai cánh tay phát lực, lại là trực tiếp phải đem Kim Thiên Ngạc, từ miệng chỗ xé thành hai nửa. Thần cực tông mọi người, trong mắt, đều là lóe lên nồng nặc không đành lòng vẻ. Kim Thiên Ngạc vì bọn họ, chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng, nhưng là cái này chồng trận. Mà lúc này, Kim Thiên Ngạc trong mắt bên trong, nhưng là không có chút nào sợ hãi, có chỉ là sâu đậm tự trách. Tự trách mình, không có ở Diệp Thần không có ở đây thời điểm, bảo vệ tốt hắn tông môn. Ngày đó, Kim Thiên Ngạc có thể chỉ là vì còn sống, mới nhận Diệp Thần làm chủ, có thể dần dần, hắn đã sớm phát ra từ nội tâm đi theo Diệp Thần. Yêu tộc một khi chân chính công nhận một người, chính là vô cùng được trung thành. Sắc sắc, Kim Thiên Ngạc khóe miệng bị biến dạng, máu tươi cuồng trào, Viên Thắng Thiên trong mắt là máu vẻ, càng phát ra đậm đà, trên hai cánh tay, bắp thịt run run, gân xanh như rồng, thì phải đem Kim Thiên Ngạc, hoàn toàn xé thành hai nửa. Nhưng tại giây phút này, một đạo không gian ba động, chợt ở trong hư không, dạo rực ra. Đúng phiến thương khung đều bị nhuộm thành liền đỏ xanh song sắc. Cực độ quỷ dị. Liền liền trên phi thuyền, thần sắc lạnh nhạt Khổng Trì cũng là khẽ cau mày. Mới vừa rồi trong nháy mắt, lòng hắn bên trong lại sinh ra sợ hãi. Đây là tới từ một loại đặc thù nào đó huyết mạch trấn áp. Chẳng lẽ là yêu thú? Thứ bảy thần quốc, trừ yêu hoàng thanh đế, còn có mạnh hơn tồn tại. Ngay tại Khổng Trì và mọi người nghi ngờ lúc đó, trên bầu trời to lớn chập chờn, lao ra một đầu đỏ xanh ánh sáng bao trùm cự thú. Cự thú thân hình khổng lồ, quanh thân lưu động cổ xưa đường vân, bàn tay lớn rơi xuống đất, toàn bộ thứ bảy thần quốc tựa như nghênh đón một tràng động đất. Không thể tưởng tượng nổi động đất. Phải nói trực quan nhất chính là Viên Thắng Thiên. Vậy cự thú rơi xuống đất ngay tức thì, nhấc lên gió lớn lại rất miễn cưỡng để cho hắn lui về phía sau một bước. Đồng thời, một cổ yêu khí kinh thiên, bộc phát ra. Đạo thân ảnh kia, cơ hồ không có chút nào thời gian cách nhau hướng Viên Thắng Thiên nhào tới, cả người ánh sáng chớp động, đỏ xanh ánh sáng hạ là đạo đạo sấm sét màu vàng. Cái này cự thú, chính là Tiểu Hoàng. Giờ phút này, Tiểu Hoàng cặp mắt bên trong, lửa giận sôi trào, sát ý như biển. Vậy đỏ xanh hai con người tựa như lạnh như băng ác mộng, vào giờ khắc này, cần phải diệt thế. Tiểu Hoàng dĩ nhiên là biết Kim Thiên Ngạc. Ban đầu đế tuyệt núi, chính là Kim Thiên Ngạc mang Diệp Thần và Tiểu Hoàng cùng chung đi. Tiểu Hoàng không chỉ biết Kim Thiên Ngạc, cũng biết hiện tại dưới chân đất đai là thần cực tông. Là Diệp Thần tông môn. Là Diệp Thần bảo vệ. Hiện tại chủ nhân Diệp Thần bảo vệ biến thành như vậy, hắn làm sao có thể không tức giận giận. Hắn hối hận tự mình tới chậm. Hắn hối hận mình không có ngăn cản. Hiện tại Kim Thiên Ngạc gặp thảm tổn thương như vậy, hắn sẽ đối phương thừa bị hắn căm giận ngút trời. Hung hăng một trường, lam quang phủ văn bao trùm, rất miễn cưỡng hướng Viên Thắng Thiên, oanh đập ra.
Tiểu hoàng đột nhiên xuất hiện, Viên Thắng Thiên vốn đang bị sợ hết hồn. Đặc biệt, là tiểu hoàng vậy cả người yêu khí. Bất quá, làm hắn thấy rõ ràng tiểu hoàng đối với mình đánh ra một chưởng lúc đó, tất cả kinh hãi, liền biến mất. Hắn Viên Thắng Thiên, bản thể nhưng mà có phá thiên thần viên huyết mạch bá vương viên à. Theo hắn so lực lượng. Thật là, chính là ngại mình mệnh quá dài à. Viên Thắng Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người sạch bóng kích động, thân thể to lớn hơn. Hắn buông lỏng trong tay Kim Thiên Ngạc, nâng lên vậy tiêu diệt vô số cường giả quả đấm, giống vậy một quyền đánh ra. Giờ phút này, tiểu hoàng trưởng ở Viên Thắng Thiên đồ sộ quyền trước, lại, lộ vẻ được nhỏ bé vô cùng. Những cái kia vây quét thần cực tông cường giả thấy một màn này, mặt đầy đều là vẻ khinh thường, cơ hồ đều đã thấy bất thình lình cự thú bị Viên Thắng Thiên một quyền, nghiền là bột một màn. Liền vào giờ khắc này, tiểu hoàng vậy lóe lên cuồn cuộn lam quang trưởng cùng Viên Thắng Thiên đồ sộ quyền, va chạm. Hai người thân hình, đều là ở giữa không trung bên trong, ngưng trệ chốc lát, sau đó. Làm người ta rung động đến, con người đều phải bạo liệt một màn, xuất hiện. Từng đạo vết máu, ở Viên Thắng Thiên vậy đồ sộ quyền bên trên, tốc độ gió khoách tán, tựa như một tòa núi nhỏ đang vỡ vụn bên trong vậy. Một khắc sau. Vậy hàm chứa ngút trời sức mạnh to lớn, nhìn như có thể càn quét hết thảy đồ sộ quyền, mọi người ở đây trước mắt, bể. Thật bể. Đầu tiên là vỡ vụn thành từng cục máu thịt, sau đó, vậy từng cục máu thịt, lại biến thành từng trận xương máu. Máu cuồng trào bên trong, Viên Thắng Thiên đồ sộ thể, cũng là nhanh chóng đảo phi nhi xuất. Hướng không trung phi thuyền bay đập đi. Viên Thắng Thiên, lại bị một đầu không giải thích được cự thú. Một chiêu đánh bại. Đây chính là tu vi thông trời, lấy lực lượng nổi danh thứ nhất thần quốc yêu hoàng Viên Thắng Thiên à. Ở tỉ thí lực lượng bên trong, không chỉ là đánh bại, thật là bị hoàn toàn nghiền ép. Mọi người một hồi sợ hãi, Viên Thắng Thiên thân thể vô cùng khổng lồ, nếu như đụng vào trên phi thuyền, bọn họ sợ rằng cũng sẽ bị thương chứ. Có thể, cái này thì kết thúc sao? Tiểu hoàng một kích này uy lực, vẫn chưa kết thúc. Cái này không sợ trời, không sợ đất thần viên Viên Thắng Thiên, lúc này, nhưng là sợ hãi đến trong mắt run run, thần hồn mất đi liền à. Tại sao? Bởi vì, tiểu hoàng lực lượng, không chỉ là đánh nát nắm đấm của hắn, thậm chí, thấm vào đến hắn thân thể bên trong. Huyết sắc kia vết rách, ở hắn toàn bộ trên thân hình, không ngừng khoách tán. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Viên Thắng Thiên điên cuồng giống to. Một khắc sau, hắn toàn bộ thân thể giống như bùn nát vậy đập vào trên phi thuyền. Đất rung núi chuyển, thậm chí một phần chia bị liên lụy võ giả tại chỗ hóa là xương máu. Cái này cực độ sợ hãi một màn, để cho thế giới yên tĩnh. Cố nhiên như vậy, Viên Thắng trời còn chưa có chết. Hắn khạc máu, hắn vô cùng thống khổ, hắn chỉ như vậy trơ mắt nhìn trên bầu trời đầu kia đỏ xanh ánh sáng bao trùm uy vũ cự thú. Hắn thành tựu yêu hoàng, chưa bao giờ gặp qua cái này loại như vậy huyết mạch nghiền ép tồn tại à. Vô số đạo ánh mắt tập trung vào tiểu hoàng trên mình. Tiểu hoàng vậy trình độ cao nhất lạnh như băng tròng mắt đảo qua mọi người. Tại chỗ lớn nói nhiều võ giả lại không cách nào và tiểu hoàng đối mặt. Chỉ vì là quỷ dị kia đỏ xanh hai con ngươi. Tựa như vừa đối mắt, vậy con tim vô hạn sợ hãi liền sẽ bùng nổ. Thậm chí có chút đạo tâm không yên người, tại chỗ mềm ngã dưới đất, tu vi thẳng tắp hạ xuống. Một giây, hai giây, đến thứ ba giây, tiểu hoàng đột nhiên động. Hắn một bước bước ra, chính là mang vậy sáng chói quang đi tới Kim Thiên Ngạc trước mặt. Một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Tiểu hoàng rất miễn cưỡng đem Kim Thiên Ngạc đặt ở mình trên thân hình. Kim Thiên Ngạc trong mắt tràn đầy khó tin, nó hô hấp dồn dập, thân thể chảy máu. Thậm chí muốn nói điều gì đều không cách nào nói ra miệng. Tiểu hoàng ánh mắt lạnh như băng lộ ra một chút có lòng tốt, nhẹ giọng nói, cái gì cũng không dùng nói, chủ nhân còn chưa tới, vậy ta liền mang ngươi tìm về mặt mũi. Dứt lời, tiểu hoàng phóng lên cao, thoáng qua bây giờ chính là đi tới vậy vô cùng bát ngát trên phi thuyền. Đụng, phi thuyền chấn động, một cổ vô hình đợt khí giống như vạn trượng sóng biển đụng vào chàng mỗi một cái võ giả. Duy nhất bình tĩnh chính là Khổng Trì. Nhưng là Khổng Trì là thật ổn định hay là giả ổn định,
không người biết. Tiểu hoàng đỏ xanh hai con ngươi nhìn lướt qua mọi người. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Tán loạn thiên hạ. Giống như thế gian chân thần. Thậm chí nói một cái ánh mắt có thể trong nháy mắt giết mọi người, bọn họ vậy sẽ tin. Cút. Chỉ cần một chữ, chỉ như vậy từ tiểu hoàng trong miệng khạc ra. Mọi người hoảng hốt. Ngay sau đó, vậy 100.000 võ giả lại tự phát nhường ra một cái đại lộ. Vô cùng rộng rãi đại lộ. Mà đường cái cuối, là vậy đe dọa viên thắng thiên. Đụng, đụng, đụng. Vậy giống như tử thần bước chân vang lên. Tiểu hoàng kéo kim thiên ngạc hướng viên thắng thiên từ từ đến gần. Giờ khắc này, không khí ngưng trọng. Thế giới yên tĩnh. Tất cả mọi người tại chỗ thậm chí cảm giác mình không cách nào hô hấp. Ai có thể nghĩ tới, một con cự thú chỉ như vậy trắng trợn đi tới giữa đám người. Không sợ hãi. Giống như hoa hạ vô rừng rậm, đi dạo sân vắng xuyên qua bầy cừu. Cái này là tuyệt đối uy tín. Đây là sát ý ngập trời. Thế không thể đỡ. Cái này rất dài đường xá, ngay tức thì kết thúc. Tiểu hoàng cõng kim thiên ngạc chỉ như vậy đứng ở viên thắng thiên trước mặt. Từng bước một đến gần đã để cho viên thắng thiên cực độ sợ hãi. Vậy ngút trời cự lực để cho hắn cũng muốn khóc. Hắn nhìn về phía Khổng Trì phương hướng. Cứu ta. Có thể, đáp lại hắn chính là Khổng Trì lạnh lùng. Viên thắng trời mới biết mình bị buông tha. Hắn nhìn về phía tiểu hoàng, thanh âm run rẩy nói, tiền bối, ta thật không biết. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, tiểu hoàng bàn tay lớn liền hung hăng dậm ở viên thắng thiên hai chân bên trên. Trong phút chốc, xương máu bạo động. Viên thắng thiên mất đi hai chân. Ngươi tuyệt vọng sao? Tiếng trầm thấp ở viên thắng thiên vang lên bên tai. Viên thắng thiên liền vội vàng gật đầu, ta tuyệt vọng. Ta hối hận, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thả qua ta. Tiểu hoàng vậy đỏ xanh hai con ngươi híp lại, cách mấy giây, đột nhiên mở miệng, tuyệt vọng vậy đúng rồi. Ta hy vọng để cho người chết ở trong tuyệt vọng. Một giây kế tiếp, tiểu hoàng trong mắt lưu chuyển phù văn. Một cổ vô hình bàn tay tựa như phơi bày. Rồi sau đó, rắc rắc, viên thắng thiên khóe miệng biến dạng, máu tươi cuồng trào. Hình ảnh này cực độ quen thuộc. Không phải là mới vừa rồi viên thắng thiên đối với kim thiên ngạc làm sao. Chỉ là, giờ khắc này vô hình kia tay tựa như hơn nữa tàn nhẫn. Bởi vì cả thế giới cũng quanh quẩn viên thắng thiên tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu kéo dài dòng dã 10 giây, cuối cùng, một đạo biến dạng tiếng vang khắp. Viên thắng thiên lại bị rất miễn cưỡng xé thành hai nửa. Thậm chí bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, vậy hai nửa vậy biến thành xương máu. Đến nơi này một khắc, ở rung động, sợ hãi bên trong mọi người, mới vừa phục hồi tinh thần lại. Viên thắng thiên, chết. Bị trước mắt thần sắc này lãnh đạm thần bí cự thú, giết trong nháy mắt. Linh hồn của bọn họ bên trong, dâng lên dùng cả mình. Âm phong tấn công tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều run rẩy, đang sợ hãi. Tiểu hoàng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, cái này đảo qua. Lại để cho người sở hữu lui về sau ba bước. Khổng Trì cũng không ngồi yên nữa, bước ra một bước, tầm mắt chập chờn, dùng mình ngất trời, ta bỏ mặc ngươi là thân phận gì. Ngươi không nên dính vào chuyện này, ngươi như rời đi, viên thắng thiên chết, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khó tin. Khổng Trì lại bởi vì đầu này thần bí cự thú rút lui. Mà một khắc sau, tiểu hoàng nhưng là cười. Hắn vậy đỏ xanh hai con ngươi nhìn chằm chằm Khổng Trì, sau đó gằn từng chữ, ngươi là thứ gì? Ngày hôm nay, ta thì phải trông nom thần cực tông. Ai dám đến gần thần cực tông nửa bước, giết không tha. Uy hiếp trắng trợn, nhưng lại giống như một cái đồ sộ thiết cắm vào tất cả mọi người tại chỗ thân thể. Để cho bọn họ nhúc nhích không được. Tại chỗ phần lớn võ giả cũng không dám bước ra nửa bước à. Khổng Trì trong mắt sát ý hội tụ, hắn mặc dù không biết cái này cự thú lai lịch, nhưng nếu đối phương ngăn trở, vậy cũng chỉ có thể xóa đi. Dù là trả giá thật lớn. Đã như vậy, vậy thì đánh một trận. Ta kéo cái này cự thú, các ngươi đạp phá thần cực tông. Ra lệnh một tiếng, vô số võ giả do dự mấy giây, lại làm theo. Có thể gặp Khổng Trì ở bọn họ trong lòng địa vị.
Tiểu hoàng trong mắt nghiêm túc, buông xuống kim thiên ngạc, phát ra một tiếng gầm thét, hướng Khổng Chỉ phóng tới. Thật ra thì tiểu hoàng đột phá còn chưa thành công, nhưng hắn cảm giác được thần cực tông xảy ra chuyện, trước thời hạn phá quan. Hắn cũng không cách nào xác định trước thời hạn xuất quan mình có thể hay không chiến thắng Khổng Chỉ, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng phải là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Hai cổ cực hạn lực lượng vào giờ khắc này va chạm. Lần này, tiểu hoàng lui về sau ba bước. Mà Khổng Chỉ Zorier không nhúc nhích. Khổng Chỉ trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao, hai tay chắp sau lưng, khẽ mỉm cười, ngươi lại có tổn thương. Xem ra trước đây ngươi đang đột phá, thời khắc mấu chốt, lại buông tha đột phá bước vào nơi này. Không tiếc cắn trả cũng phải giúp thần cực tông. Ngươi và thần cực tông rốt cuộc quan hệ thế nào? Tiểu hoàng chút nào không để ý tới sẽ, quanh thân lưu động phù văn lần nữa hướng Khổng Chỉ phóng tới. Lần này, tiểu hoàng phù văn tách thả ra vô số ánh sáng, màu đỏ chói mắt. Tựa như hóa là một chuôi tuyệt thế kiếm, hướng Khổng Chỉ chém tới. Tới một cái hai hồi, tiểu hoàng trên mình lại có màu máu. Mà Khổng Chỉ cũng không chịu nổi. Vậy bị thương, quần áo hắn bể tan tành, nhìn như ngược lại có chút chật vật. Nhưng mà, tiểu hoàng tuy nóng rát kéo lấy Khổng Chỉ. Thần cực tông nhưng là đại nạn ập lên đầu à. Vô số võ giả đang xông về thần cực tông. Mà thần cực tông mọi người cảm nhận được trước nơi là có gay gắt. Chỉ cái này một con cự thú, căn bản không đủ à. Mắt xem những cái kia võ giả thì phải xông vào thần cực tông, tiêu diệt, bắt cóc hết thảy. Thậm chí bọn họ trong mắt chỉ có tham lam và điên cuồng. Ngay tại lúc này, hư không chấn động. Một cổ cực hạn hơi thở hạ xuống. Mọi người cả kinh, toàn cũng dừng bước lại. Mới vừa rồi hư không chấn động, một con cự thú hạ xuống, để cho bọn họ vô hạn sợ hãi. Lần này lại phải hạ xuống cái gì? Mọi người ở đây nghi ngờ lúc đó, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái trong đó thanh niên tay cầm một chuôi sát khí ngút trời kiếm, chỉ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Ánh mắt kia, giống như cửu tu la tử thần. Ai dám? Một đạo giống như trên 9 tầng trời rơi xuống thanh âm chỉ như vậy vang khắp. Người trước mắt, trừ Diệp Thần, còn có ai? Nguyên bản, những cái kia rêu rao trừ ma, diễu cợt Diệp Thần là ma tộc gian tế người, giờ phút này, một chút xíu thanh âm, cũng không dám phát ra à. Mà Diệp Thần trường kiếm trong tay, chỉ một cái trên phi thuyền và đất liền mọi người, nặng tiếng quát to nói, ta là Diệp Thần, cầm kiếm đổ ma, người cản ta chết, người đầu hàng không giết. Tiếng quát to này, phảng phất sấm vậy, đang lúc mọi người đầu óc bên trong nổ vang, trong nháy mắt, vô số người, đều cơ hồ phải quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, cúi đầu nhận sai à. Lúc này Diệp Thần, nhất định chính là từ thần giới hạ xuống, vạn cổ bất bại chí tôn chiến thần vậy à. Hơn nữa, Diệp Thần một câu kia cầm kiếm đổ ma, để cho tất cả mọi người là tâm thần chấn động một cái. Cầm kiếm đổ ma. Không ít người, cũng phản ứng lại. Nếu như nói, Diệp Thần, không phải ma tộc gian tế nói. Nói cách khác, khơi mào lần này xâm lấn vạn pháp tông cùng thần minh, rất có thể đã hướng ma tộc phản bội. Mà Kim Thiên ngạc nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt bên trong, hiện lên lau một cái vẻ kích động, hắn áy náy, tự trách nói, thuộc hạ bất lực, không có thể bảo vệ tốt chủ nhân tông môn. Diệp Thần trường kiếm một dẫn, trực tiếp đem lưu lại ở Kim Thiên ngạc trên người vậy một phần chia gậy sắt. Chém thành hư không, ánh mắt chân thành địa đối Kim Thiên Ngạc nói, tiểu Kim, người đã làm rất khá. Cái này một câu nói đơn giản, nhưng là tựa như, để cho Kim Thiên Ngạc lại lấy được cuộc đời mới vậy. Cơ hồ thì phải không để ý trọng thương, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục chiến đấu. Nhưng, Diệp Thần nhưng ngăn cản hắn, đem một quả hỗn hợp hắn máu tươi đan dược, hóa nhập Kim Thiên Ngạc, thành đế, nhân tộc ba vương trong cơ thể. Mà xa xa, tiểu hoàng và Khổng Chỉ chiến đấu vậy bởi vì Diệp Thần hạ xuống mà dừng lại. Hơn nữa, một đạo đỏ xanh ánh sáng, giống như người khoác hai đạo hỏa diễm cự thú, vậy vô số người ác mộng cự thú. Chỉ như vậy ở dưới con mắt mọi người đi tới Diệp Thần bên người. Mọi người nghi ngờ và kinh ngạc. Cái này cự thú là muốn tập kích Diệp Thần. Cái này cự thú kết quả là thật là xấu xa. Ở mọi người nghi ngờ lúc đó, cực kỳ một màn quỷ dị xuất hiện.
Vậy vô số người ác mộng chỉ như vậy đi tới Diệp Thần bên người, nửa quỳ xuống, đầu lâu to lớn lại cả Diệp Thần bắp đùi. Tựa như đang lấy lòng. Cái này thị giác đánh vào, cái này cự thú trước sau khác biệt, thậm chí để cho người hoài nghi là mộng. Thần bí này lại cường đại cự thú lại là Diệp Thần thú cưng. Điều này sao có thể à? Diệp Thần trong mắt ôn nhu mấy phần, đưa tay ra sờ một cái tiểu hoàng, khá là kích động nói tiểu hoàng, cảm ơn ngươi. Con đường đi tới này, tiểu hoàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thời khắc mấu chốt, tiểu hoàng cho hắn quá nhiều cảm giác an toàn. Tiểu hoàng nghe được Diệp Thần thanh âm cũng là phát ra một tiếng thú gầm, tựa như trở về cần phải. Trên mình ngươi còn có tổn thương, tiếp theo giao cho ta. Diệp Thần đánh chụp tiểu hoàng đầu lâu, tiểu hoàng vậy khá là khôn khéo đứng ở Diệp Thần sau lưng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt thay đổi, hắn nhìn về phía vậy sáu nước võ giả, đặc biệt là Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ, Qua Sán các người. Trong mắt, sát ý sôi trào. Cái khác bị xúi dục, bị tham lam bị lạc thần trí người, có lẽ còn có thể bỏ qua cho một mạng, nhưng cái này mấy người, phải chết. Nếu như không phải là diệt thế tai ương hạ xuống, Diệp Thần sẽ đem 100.000 này người, không trừ một mống toàn bộ chém chết, nhưng, hiện tại cũng không được. Nếu như hắn thật làm như vậy, trên thực tế tương đương với tiêu diệt 6 đại thần nước đứng đầu võ giả, thật to suy yếu nhân tộc lực lượng. Cuối cùng, lấy được lợi chỉ sẽ là những cái kia vực ngoại thiên ma. Phong Thiếu Vũ, Điền Phi Minh các người, trong lòng đều là một hồi sợ hãi. Bất quá, một khắc sau, Phong Thiếu Vũ nhưng là cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc. Đây là hướng Diệp Thần báo thù, sau cùng cơ hội liền à. Hắn hướng Diệp Thần giận dữ hét, Diệp Thần, ngươi có cái gì tốt phách lối? Ngươi lực lượng, bất quá là dựa vào đầu dựa vào ma tộc, đổi lấy mà thôi. Ngay sau đó, hắn trên mặt hiện lên vẻ châm chọc nói, ha ha, bất quá, ngươi sinh mạng vậy đến đây chấm dứt, Diệp Thần, ngươi coi như thế nào đi nữa bán đứng linh hồn, cũng không khả năng là chúng ta nhiều cường giả như vậy đối thủ chứ. Ha ha, cũng chỉ có thể phô trương thanh thế thôi. Điền Phi Minh, Tại Lặn, cùng tất cả đại thần nước trí cường, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cả người linh lực bùng nổ, những người này đối mặt Diệp Thần, lại là muốn liên thủ, lấy hơn địch một. Lúc này, Phong Thiếu Vũ cùng với tất cả đại thần nước trí cường, đều là sắc mặt âm trầm, sự việc đi tới bước này, bọn họ chỉ có giết Diệp Thần, mới có thể còn sống. Diệp Thần thả qua ai, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ những thứ này khơi mào lần này xâm lấn người chứ. Cho nên, Diệp Thần phải chết. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn không để ý tới, Diệp Thần rốt cuộc có phải hay không ma tộc gian tế chuyện như vậy, bọn họ nghĩ chỉ có làm sao giữ được mình tánh mạng. Nhưng vào lúc này, một cô gái nhưng xuất hiện ở Phong Thiếu Vũ trước người, sau đó, giơ tay lên một cái tát hướng Phong Thiếu Vũ trên mặt quạt đi. Bót một tiếng vang lớn, cái này một cái bạt tai vang dội, để cho tất cả mọi người là hơi ngẩn ngơ. Cô gái này, bất ngờ chính là Vân Tím Anh. Sắc mặt nàng lạnh như băng nhìn đờ đẫn Phong Thiếu Vũ các người, lạnh giọng nói, Phong Thiếu Vũ, các người thanh tỉnh một chút. Ma tộc gian tế, Vân Tím Anh cười lạnh một tiếng nói, nếu như Diệp Thần, là ma tộc gian tế, các người còn có thể sống đến hiện tại. Vừa nói, nàng chỉ một cái đứng ở đầu thuyền khổng trì, quát to, Vạn Pháp Tông lão tổ tông, không giải thích được người già trẻ lại, mấy tên trưởng lão gần như đồng thời đột phá. Ngươi không nghi ngờ. Ngược lại hoài nghi ở ngươi khiêu khích, vô lễ dưới, vẫn thả ngươi một con đường sống Diệp Thần. Phong Thiếu Vũ, ngươi là heo sao? Ta xem, liền liền heo, cũng so ngươi thông minh đi. Ngươi bất quá là bị trả thù tâm lý, che đôi mắt ngu xuẩn thôi. Dứt lời, lại là không chút do dự, hướng Diệp Thần bay đi. Vậy trên phi thuyền một đám võ giả, tựa như bị Vân Tím Anh những lời này, hoàn toàn đánh thức vậy. Đúng vậy. Nếu như nói Diệp Thần, là ma tộc gian tế, điểm khả nghi, quá nhiều quá nhiều. Những người này lương tâm, cho tới giờ khắc này rốt cuộc phát hiện. Bọn họ ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng, 100.000 này võ giả, phần lớn lại đều là hướng Diệp Thần đi tới. Bọn họ trong lòng, chỉ có một ý tưởng. Coi như bọn họ lại bại loại, lại không hổ thẹn, cũng không thể thật phản bội nhân tộc. Và ma tộc gian tế, đồng lưu hợp ô chứ. Mà Qua Sán,
Điền Phi Minh, Phong Thiếu Vũ các người, lúc này sắc mặt, đã khó khăn thấy không cách nào hình dung. Từng cái ánh mắt run rẩy nhìn Diệp Thần. Tại sao có thể như vậy? Tại sao, Diệp Thần vừa xuất hiện, dựa vào một câu nói, liền làm cho cả thế cục hoàn toàn điên đảo liền à? Phong Thiếu Vũ, Điền Phi Minh, Qua Sán, cũng là lớn hét các ngươi trở về à? Chớ bị thằng nhóc này và tiện nhân kia lừa gạt. Có thể vậy một đám võ giả, không có động tính, bọn họ lại ngu xuẩn, lúc này, vậy rõ ràng chân chính ma tộc gian tế, là Vạn Pháp Tông cùng Qua Sán. Đây là, và Tiểu Hoàng đối chiến có chút bị thương Khổng Trì, rốt cuộc động, thân hình hắn chớp mắt, xuất hiện ở Phong Thiếu Vũ đám người trước người, mắt nhìn xuống trên đất Diệp Thần. Phong Thiếu Vũ, Điền Phi Minh các người, trên mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng. Phong Thiếu Vũ vội vàng mở miệng nói, Khổng tiền bối, thằng nhóc này lại đang nơi này tà thuyết mê hoặc người khác. Hiện tại, mời tiền bối nói cho mọi người, người có phải hay không ma tộc gian tế. Hắn biết, Khổng Trì thực lực, vô cùng cường hãn, chỉ cần Khổng Trì mở miệng, nói không chừng có thể vãn hồi nhân tâm. Một khắc sau, Khổng Trì nhàn nhạt nói, không sai, ta đã đầu phục ma tộc. Đúng cái thiên địa, đều tựa như lâm vào tĩnh mịch bên trong. Khổng Trì, thừa nhận. Phong Thiếu Vũ, vậy một đám thần quốc chí cường đều là khó có thể tin nhìn Khổng Trì. Khổng Trì nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, khóe miệng, hiện lên lau một cái nụ cười thản nhiên nói, thế nào? Các ngươi sẽ không thật lấy là, ta là tới trinh phạt ma tộc gian tế chứ? Nói như vậy, thật đúng là ngu xuẩn đến đáng thương à. Ngươi, Phong Thiếu Vũ các người, sắc mặt cuồng biến, đang chuẩn bị nói gì? Có thể, không chờ bọn họ mở miệng, một đạo kinh khủng à khí, cũng đã phóng lên cao. Khổng Trì thân hình, lại là ở ma khí bên trong, ngay tức thì vặn vẹo, hóa thành cả người màu tím da thịt dữ tợn ma tộc. Hắn tùy ý đưa tay một cái, một khắc sau, cánh tay kia, liền xuyên thủng Phong Thiếu Vũ ngực, đem tim hắn móc ra. Phong Thiếu Vũ ánh mắt run lên, liền biến thành một vũng máu, sáp nhập vào Khổng Trì trong cơ thể. Khổng Trì trên gương mặt, hiện lên lau một cái vẻ hài lòng nói, ha ha, loài người ngu xuẩn, vốn là dự định cùng Diệt Thần Cực Tông sau đó, lại đem các ngươi toàn bộ cắn nuốt, xem ra hiện tại muốn nói trước. Điền Phi Minh, Qua Sán các người, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là thoáng qua lau một cái sợ hãi vẻ. Khổng Trì, mới vừa nói, toàn bộ, chẳng lẽ, vậy bao gồm bọn họ? Đột nhiên bây giờ, vài gốc màu tím đậm xúc tu, từ Khổng Trì trong cơ thể đưa ra, ngay tức thì xuyên thủng Điền Phi Minh, Qua Sán, tất cả đại thần nước chí cường thân thể, mấy người kêu thảm một tiếng, liền biến thành cuồn cuộn máu loãng, bị Khổng Trì chiếm đoạt. Mọi người thấy vậy, đều là một hồi run rẩy. Hóa thân thiên ma Khổng Trì, khủng bố đến làm người ta nghẹt thở à. Những cường giả này, cùng với tất cả nước chí cường, ở Khổng Trì trước mặt thật là giống như là quả vặt như nhau à. Chỉ có Diệp Thần thần sắc không thay đổi. Bất quá, hắn trong mắt vậy lóe lên vẻ ngưng trọng. Khổng Trì thực lực, rất mạnh. Mặc dù Tiểu Hoàng và Khổng Trì lấy tổn thương đổi tổn thương. Nhưng bây giờ Khổng Trì đủ uy hiếp. Hắn không thể hết lấy nhẹ tim. Thậm chí phải mượn luân hồi mộ địa đại năng lực lượng. Bất Diệt Long Đế, người nguyện ý ra tay giết ma sao? Diệp Thần hỏi một câu. Yên tĩnh nhất thời. Luân hồi mộ địa đột nhiên vang lên một giọng nói, được. Đơn giản một chữ, cho Diệp Thần cực lớn tự tin. Mà giờ khắc này, Khổng Trì cười lạnh nói, Diệp Thần, người giết ta tôn nhi, có thể phải thật tốt bồi thường ta à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, à, người muốn là lỗ tiên trả thù. Thiên ma tộc, coi như do loài người đổi thành, vậy sớm đã không phải là người. Khổng Trì nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó. Vui vẻ cười to đứng lên nói, trả thù. Ngươi ở đùa gì thế à? Ngươi biết không, chiếm đoạt túc chủ người thân, bằng hữu cảm giác, nhưng mà nhất làm người ta hưng phấn, thỏa mãn à? Ngươi để cho bổn tôn mất đi phần này vui thú. Như vậy, ở bổn tôn chiếm đoạt ngươi thời điểm, có thể muôn ngàn lần không thể để cho ta thất vọng à? Diệp Thần nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, phải không? Vậy ta hy vọng. Ở ta hấp thu bên trong cơ thể ngươi tử tiêu thạch thời điểm, ngươi vậy không nên để cho ta thất vọng. Nguyên bản, vô cùng phách lối, bạo ngược Khổng Trì,
nghe được Tử Tiêu Thạch Tam chữ sau đó, nhưng sắc mặt cứng đờ, một khắc sau, vô cùng nổi giận hướng Diệp Thần nhìn, điên cuồng hét lên, im miệng. Hèn hạ loài người, cho bổn tôn im miệng. Hắn tựa như bị đâm đến chỗ đau vậy, đều phải mất lý trí. Bọn họ vực ngoại thiên ma, thống hận nhất, chính là bị người cướp lấy trong cơ thể Tử Tiêu đá à. Mà ngay lúc này, Diệp Thần ra tay. Hắn sở dĩ, muốn gây xích mích Khổng Trì, chính là vì bắt sơ hở của đối phương, cướp xuất thủ trước. Một kiếm ra, mang chân võ ý, mang hủy diệt mộ đạo, mang vô cùng cự lực, vượt qua cực hạn một kiếm. Trên thân kiếm, thậm chí bổ sung thêm một cái màu vàng du long. Đây là không diệt long đế lực lượng. Bất diệt long đế cũng không lựa chọn khống chế Diệp Thần thân thể, mà là dùng thần niệm lực bao trùm ở Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần hơi thở và tu vi vào giờ khắc này, lại leo lên. Không thể tưởng tượng nổi leo lên. Một kiếm này, là Diệp Thần hôm nay có thể đạt tới, hoàn mỹ nhất một kiếm. Lạnh thấu xương kiếm quang, ngay tức thì đem đúng phiến hư không, chia nhỏ mở ra. Nguyên bản, vẫn còn ở giận dữ Khổng Trì, ngay tức thì bình tĩnh lại, một đôi mắt tím khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần, một chuôi màu tím trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Khổng Trì cả người ma khí dâng trào, điên cuồng bơm vào nhập trường kiếm bên trong, nghiêm túc quát một tiếng, một kiếm chém tới. Một kiếm này, vượt quá có Khổng Trì võ đạo tu vi, thậm chí, bao hàm thượng cổ thiên ma truyền thừa xuống ma tộc võ đạo. Lấy Khổng Trì thực lực, thì triển ra, có chân chính đủ để hủy thiên diệt địa uy lực. Một kiếm này oai, đủ để làm vô số cường giả hóa là bụi bặm. Chỉ tiếc, hắn bị thương, bị đầu kia thần bí cự thú bị thương nặng. Nếu không, một kiếm này sẽ mạnh hơn. Một khắc sau, Diệp Thần chém ra hủy diệt một kiếm, cùng Khổng Trì cực kỳ kiếm quang, xảy ra va chạm. Không có nghĩ voi bên trong vang lớn, dư âm, hai người công kích, lại đều là ngưng luyện đến, liền chập chờn, thanh âm cũng không biết phát ra bước. Mọi người nội tâm, đều là vô cùng khẩn trương. Nếu như Diệp Thần không địch lại Khổng Trì mà nói, không chỉ là bọn họ, đều phải chết, sợ rằng thất đại thần quốc võ giả, cũng lại cũng không có người, có thể cùng chống lại liền chứ. Trong thoáng qua, Diệp Thần kiếm quang, cùng Khổng Trì kiếm mang. Lại là đồng thời, quy về mất đi. Duy nhất tồn tại là một đầu quỷ dị long ảnh. Mọi người sững sốt một chút, chẳng lẽ là ngang tay? Còn có tại sao có thể có long ảnh? Diệp Thần và Khổng Trì cũng không có long tộc công pháp à? Có thể. Ngay tại lúc này, Khổng Trì nắm trường kiếm màu tím đậm cánh tay, lại là trực tiếp từ nơi bả vai, rơi xuống. Tay hắn cánh tay bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt. Khổng Trì trong mắt, thoáng qua một chút sợ hãi, Diệp Thần một kiếm này, chém ra vết thương, lại có một loại, không cách nào để cho hắn thân thể sống lại lực lượng. Cho dù lấy thiên ma tộc sinh mệnh lực, tay hắn cánh tay vậy dài không ra ngoài à. Mấu chốt mới vừa rồi cái sức đó tính thế nào sẽ có long ảnh. Giống như là cửu thiên thần long điện chỗ sâu lực lượng. Diệp Thần trong con người vui mừng chớp mắt, thân hình động một cái. Ngay tức thì xuất hiện ở Khổng Trì trước người, một kiếm này, nếu đã chiếm cứ tiên cơ, như vậy, hắn không muốn cho Khổng Trì chút nào thở dốc cơ hội. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng so với cường giả loại này, còn kém rất nhiều, cho nên, trận chiến này cho không được Diệp Thần chút nào buông lỏng. Trên trường kiếm, khí tức hủy diệt và long ảnh mãnh liệt, đây cũng là, hắn đối mặt Khổng Trì chỗ dựa lớn nhất. Nhưng vào lúc này, bất diệt long đế thanh âm. Chợt ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, chú ý. Ừ, Diệp Thần thần sắc biến đổi, chợt hướng một bên tránh đi, có thể, vẫn là chậm. Một đạo ánh sáng tím, ngay tức thì từ phía sau lưng, xuyên thủng Diệp Thần ngực. Diệp Thần con người co rúm một cái, vậy ánh sáng tím, lại là mới vừa rồi chui này, theo Khổng Trì cánh tay, cùng nhau rơi xuống trường kiếm. Làm sao có thể? Khổng Trì cười lạnh một tiếng nói. Người lấy là, chúng ta thiên ma tộc không có tay liền không cách nào xuất kiếm. Diệp Thần ánh mắt liếc một cái, chỉ gặp thanh trường kiếm kia cuối cùng, bất ngờ nối liền một cây màu tím xúc tu. Cái này Khổng Trì, lại dùng xúc tu chém ra một kiếm này. Diệp Thần hung hăng một kiếm, đem vậy xúc tu chặt đứt, một kiếm này tuy mạnh, nhưng, lấy hắn thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch trạng thái chịu đựng,
còn không coi vào đâu. Có thể Khổng Trì chặn một cánh tay, một cái xúc tu sau đó, lại còn là một bộ lơ đễnh hình dáng. Một khắc sau, một hồi ma khí dâng lên, Khổng Trì sau lưng, giống như chim công xòe đuôi vậy, đưa ra từng cây một xúc tu. Kinh khủng này, chán ghét một màn, thật là đều phải cầm mọi người con ngươi, kinh bạo à. Cái này xúc tu, có nhiều ít. Ước chừng, hàng ngàn hàng vạn chứ. Hơn nữa, mỗi một cây chạm tay vào, cũng nắm một chuôi ma khí cuồn cuộn trường kiếm. Diệp Thần sinh mệnh lực, chính là mạnh hơn nữa, vậy không chống đỡ nổi hàng ngàn hàng vạn kiếm chứ. Đồ Lan Tâm, Sở Doanh, Duẫn Mính cùng nữ, cùng với Ngọc Chân Tử, Dương Xích Nguyên các người, cũng khẩn trương lo lắng đến không cách nào hít thở. Nhưng mà, tầng thứ này chiến đấu, bọn họ căn bản không cách nào nhúng tay. Nếu không, nếu như bỏ ra sinh mạng, có thể là Diệp Thần sáng tạo từng tia ưu thế, bọn họ cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Tiểu Hoàng mặc dù muốn ra tay, nhưng là hắn vẫn còn do dự. Hắn đi theo Diệp Thần cùng nhau đi tới, biết Diệp Thần ở sống chết gian lịch luyện. Hiện tại hắn ra tay, căn bản không thích hợp. Khổng Trì mặt đầy nụ cười cười nói, thằng nhóc, ngươi quả thật rất mạnh, hơn nữa trên mình ngươi chẳng biết tại sao sẽ có long tộc lực lượng, đáng tiếc, còn giết không chết bổn tôn. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, gia nhập ma tộc mà nói, thực lực còn có thể tiến hơn một bước chứ. Tiểu tử, thần quốc đã xong rồi, không có hy vọng, gia nhập ma tộc là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Vậy một đám sáu đại thần nước võ giả, nghe vậy đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nếu như Diệp Thần thật gia nhập ma tộc, vậy, bọn họ là chết được không thể chết lại. Còn sống. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là mặt không thay đổi nhìn Khổng Trì nói, nếu như Khổng Trì ý thức, còn tồn tại nói, ta đây là muốn hỏi một chút hắn, còn giác không cảm giác được mình còn sống. Khổng Trì ánh mắt chớp mắt, hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, ta vốn là lấy vì ngươi sẽ thông minh một chút, nếu ngươi như thế ngu xuẩn, vậy, đi ngay chết đi. Hắn bỗng nhiên nạt nhỏ, vạn pháp quy tông, ra kiếm chém huyền cơ hội. Một khắc sau, vạn kiếm nhốn nháo, đồng thời chém ra. Vậy hơn 10.000 đạo màu tím kiếm quang, hóa thành một phiến kiếm đại dương, ùn ùn kéo đến vậy, hướng Diệp Thần, mãnh liệt đi. Mà Diệp Thần, đối mặt cái này vạn kiếm nhất kích, lại là không chút nào lui về phía sau. Ha ha! Xúc tu lại nhiều, thì thế nào? Một kiếm, chém không xong, ra 1.000 kiếm, 10.000 kiếm, không là được rồi sao? Diệp Thần trong tay đen nhánh trường kiếm, bỗng nhiên múa, cả người, đi đôi với kiếm quang, hướng kiếm kia quang chi biển, ngược dòng lên. Không có vang lớn động trời, không có chấn thế dư âm, nhưng, một màn trước mắt, cũng không so vô cùng rung động nhiều người tâm linh của người ta. Một lần, lại một lần nữa. Diệp Thần thân thể, không ngừng bị Khổng Trì ra tay, xuyên thủng. Một lần, lại một lần nữa. Đại đa số người, cũng cho rằng Diệp Thần muốn ngã xuống. Nhưng mà, trước mắt tên nam tử này tử, nhưng Thủy Chung đứng, thậm chí, chỉ vào vậy vạn kiếm đánh vào, từng bước, hướng Khổng Trì bước vào. Mỗi một bước, tiến về trước, tất nhiên có một cây xúc tu, đoạn ở Diệp Thần dưới kiếm. Vậy cả người nhuốm máu, ở mãnh liệt kiếm quang bên trong, khó khăn đi về phía trước hình bóng, giống như nóng bỏng lạc thiết vậy, thật sâu, đóng dấu ở bọn họ linh hồn chỗ sâu. Vậy sáu quốc chi ở giữa võ giả, có chỉ là vì bảo vệ tánh mạng mới đầu hàng, có, chỉ là vì còn sót một chút lương chi mà đầu hàng, có, chỉ là bởi vì sợ hãi đi theo những người khác, mà đầu hàng. Có thể giờ khắc này, bọn họ, nhìn Diệp Thần hình bóng, ánh mắt nhưng dần dần sáng lên. Bọn họ ở đó đạo hình bóng bên trong, thấy là tôn nghiêm của con người. Một cổ nhiệt huyết, ở bọn họ trong cơ thể kích động, ngay tức thì tràn vào óc bên trong. À à à à à. 100.000 võ giả, lại là không hẹn mà cùng, ở Diệp Thần tấm lưng kia dưới sự kích thích, phát ra chấn thiên giống to. Tôn nghiêm của con người, đó là đáng bọn họ bỏ ra sinh mạng quang vinh. Diệp Thần, dùng hành động đốt bọn họ chiến ý. Mà lúc này, nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Khổng Trì, nhưng là cũng không cười nổi nữa. Tại sao, Diệp Thần còn không có ngã xuống? Hắn mắt tím, điên cuồng rung động, lúc này Diệp Thần,
cả người trải rộng lỗ máu, vô số trường kiếm, lít nhít cắm vào hắn trên mình. Nhưng mà, Diệp Thần, vẫn còn ở đi tới. Bỗng nhiên, Khổng Trì phát hiện, mình xúc tu, đã toàn bộ biến mất à. Mà Diệp Thần, vậy đi tới trước mặt hắn. Không thể nào. Khổng Trì kinh hoàng giống to. Loài người cái này loại sơ đẳng chủng tộc, tại sao có thể là thiên ma tộc đối thủ? Không thể nào, cái này, là cảm giác. Hắn còn sót lại cái tay kia, nắm một thanh trường kiếm, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Chết, cho ta chết, loài người hèn mọn, cho ta chết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, hèn mọn, không phải là loài người. Khổng Trì, hèn mọn, là ngươi. Một khắc sau, kiếm quang chớp mắt. Một viên dữ tợn màu tím đầu lâu, ngay đầu mà rơi, máu tươi phiêu sái. Thiên ma Khổng Trì, chết. Mà đi đôi với Khổng Trì chết, Diệp Thần lộ ra một đạo như chút được gánh nặng mỉm cười. Sau đó, hắn ngã xuống. Nặng nề ngã xuống. Hắn quá mệt mỏi. Lần này, mặc dù mượn bất diệt long đế lực lượng, nhưng vẫn là vượt qua đến cực hạn. Mà đang ở Diệp Thần phải ngã hạ lúc đó, một đạo đỏ xanh ánh sáng thoáng qua. Tiểu Hoàng nâng Diệp Thần, hướng một cái phương hướng bay đi. Đè nén thế giới, vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ. Vô số võ giả kêu gào. Chỉ vì là, có người lấy về thuộc về vinh dự của bọn họ. Tạm thời hóa giải thất đại thần quốc nguy cơ. Người đàn ông kia kêu Diệp Thần. Hôm nay phát triển một màn, định trước vĩnh viễn không cách nào ở mọi người trong trí nhớ xóa đi. Mấy giờ sau, thần cực tông chỗ sâu, không có bị hư hại một nơi trong mật thất. Diệp Thần tỉnh lại, trong tay hắn, cầm một quả màu tím tinh thạch, chính là tử tiêu đá. Cái này, là hắn chém chết Khổng Trì sau này lấy được. Khổng Trì tồn tại có chút đặc thù. Lúc này Diệp Thần, nhưng là thật sâu cau mày, bởi vì, lần này, hắn chính mắt thấy vậy đạo quỷ dị vòng xoáy xuất hiện. Đích thân nhận thức sau đó, hắn có thể khẳng định, vòng xoáy bên trong tán phát, là tới từ thượng giới và vực ngoại võ đạo hơi thở. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần lắc đầu một cái, đem tử tiêu đá, nuốt vào trong miệng. Hiện tại, muốn lại nhiều, cũng vô dụng. Mấu chốt, là đem mình thực lực, tăng lên nữa. Chỉ cần thực lực quá mạnh, cho dù là thượng giới cường giả hạ xuống, như Tuyền Cơ vậy, thì như thế nào? Lấy lực lượng trấn áp chính là. Hắn thậm chí dự cảm, Tuyền Cơ chết, thượng giới vị kia cao cao tại thượng nữ hoàng cuối cùng sẽ phản ứng lại. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ không kém gì diệt thế tai ương. Thượng giới, một tòa đại khí bàng bạc cung điện. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Một cái ung dung tuyệt lệ, người khoác kim y cô gái, ngồi ngay ngắn ở rồng bay phượng múa trên ghế. Quanh thân của nàng, từng đạo cổ xưa quy luật lóng lánh, hai tròng mắt mở ra gian, như có ngân hà mất đi, hào hùng uy nghiêm hô trào ra, làm người ta rung động. Cô gái này chính là thượng giới nắm giữ, uy sắp bát phương, hùng bá hoàn vũ nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Rắc rắc. Đột nhiên, một khối mệnh hồn ngọc bài, từ trong hư không nổi lên, ngay tức thì nổ tung, rơi vào trên đất. Trên ngọc bài, rõ ràng in hai chữ. Tuyền Cơ chết. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp hơi mở, một hồi khiếp sợ. Trước đây, nàng phái Tuyền Cơ, đi thần quốc điều tra luân hồi tinh diễm, Hạ Nhược Tuyết. Huyết Long cùng rất nhiều nhân quả. Lấy Tuyền Cơ thực lực, hơn nữa nàng đế uy dấu vết, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng hiện tại, Tuyền Cơ nhưng là chết. Là ai giết nàng? Huyền Cơ Nguyệt tức giận, ở thượng giới, Tuyền Cơ mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng dẫu sao là nàng dưới quyền gần thị, lại có người dám tiêu diệt Tuyền Cơ, đây là bốc lên độc thiên uy, khiêu chiến nàng nữ hoàng uy nghi. Suy. Huyền Cơ Nguyệt đầu ngón tay bắn ra, đánh ra một đạo ngân bạch tinh mang, xen lẫn từng luồng quy luật linh khí, xuyên qua tầng tầng hư không, muốn rình rập nhân quả. Oanh! Nhưng đột nhiên, một hồi mạnh mẽ lực phản chấn, nhưng là đột nhiên truyền tới. Nàng phóng thích ra tinh mang, ngay tức thì bị nghiền nát. Thậm chí, bản thân nàng vậy bị một chút cắn trả, ngực gian khí huyết sôi trào. Thần quốc, xảy ra chuyện. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp biến đổi, nhất thời ý thức được, thần quốc xảy ra chuyện. Nhất định là có cự đầu chấn giữ, lấy cao nhất thần thông,
che đậy nàng rình rập, để cho nàng nhìn không thấu nhân quả số mạng. Huyền Thanh. Huyền Cơ Nguyệt lấy lại bình tĩnh, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra ngoài. Bệ hạ, Huyền Thanh ở. Hư không biến dạng, một cái cô gái đổ đen nổi lên, sau lưng lưng đeo trọng kiếm. Nàng hình dáng trang điểm, cùng Tuyền Cơ có mấy phần tương tự, hiển nhiên cũng là Huyền Cơ Nguyệt thị vệ bên người. Người đi thần quốc, điều tra Tuyền Cơ nguyên nhân cái chết, còn có luyện hóa luân hồi tinh diễm tội nhân cùng với đầu kia huyết long nhân quả. Huyền Cơ Nguyệt chậm rãi mở miệng, mang uy nghiêm vô thượng. Hiện tại nàng ý niệm, không truyền tới thần quốc bên trong đi, chỉ có tiếp tục phái người đi điều tra. Thuộc hạ tuân lệnh, Huyền Thanh cung kính lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Cẩn thận một chút, không muốn qua loa động thủ, người mục đích, chỉ là điều tra nhân quả. Huyền Cơ Nguyệt dặn dò một câu, nàng chẳng ngờ Huyền Thanh dẫm vào Tuyền Cơ vết xe đổ. Ừ, Huyền Thanh đáp một tiếng. Thân thể mềm mại tiêu tán ở trong hư không. Thần quốc cổng vào chỗ, Huyền Thanh còn không có xuất hiện, hai đạo thân ảnh, nhưng là trước thời hạn hạ xuống. Cái này hai đạo thân ảnh, một cái thiên cơ mong manh, trên mình lộ ra mênh mông vô thượng quy luật hơi thở, một cái khác già nua tiên cốt, trên người có đạo đạo phù văn quanh quẩn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra. Cái này hai người, chính là Nhâm Phi phàm thân phận thật sự. Còn có hắn thần bí kia lại sớm đã chết ở Hoa Hạ Gia Gia. Đều là cái này trên khay cổ của cờ người bảy bố. Bọn họ nhìn nhau, cũng không có nói gì, mà là đứng chắp tay, tựa hồ đang đợi cái gì. Rất nhanh, hư không biến dạng, một cái quần áo đen kiếm nữ nổi lên, chính là Huyền Thanh. Thượng giới con kiến hôi vẫn phải tới. Nhâm Phi phàm thấy quần áo đen kiếm nữ xuất hiện, con người híp lại, không nhìn ra diễn cảm. Cái này quần áo đen kiếm nữ, chính là Huyền Thanh. Cô bé, trở về đi thôi, đây không phải là ngươi tới địa phương. Diệp Thần ra ra híp mắt, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Hiển nhiên, hai người cũng cảm giác được thượng giới hơi thở, biết có người hạ xuống, cho nên trước thời hạn đi tới thần quốc cổng vào, ra tay ngăn trở. Hai vị tiền bối. Huyền Thanh lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này. Nàng xem Nhâm Phi phàm, lại nhìn xem lão kia người, chỉ cảm thấy hai người này, hơi thở nguy nga bàng bạc, khoáng đạt đến không có thể tưởng tượng bước. Ở trước mặt hai người, nàng giống như con kiến hôi nhỏ bé. Đường đường thượng giới tôn tộc, phảng phất là một lá cỏ rác, không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Ta phụng nữ hoàng mệnh lệnh, đặc biệt tới đây điều tra nhân quả, vô tình nhiễu loạn thần quốc trật tự, xin hai vị tiền bối cho đi. Huyền Thanh chắp tay, đôi môi khẽ mở, lễ phép đặc biệt chu đáo. Nàng vậy cảm nhận được, Nhâm Phi phàm hòa bột trước cái này ông già quá mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, và nữ hoàng bệ hạ như nhau, đều là cấm kỵ vậy tồn tại, không phải nàng có thể chống lại. Cô bé, ta lặp lại lần nữa, trở về đi thôi, người không có quyền cự tuyệt. Diệp Thần ra ra đứng chắp tay, trong mắt lộ ra cổ xưa tang thương. Hai vị tiền bối. Nếu quả thật không chịu châm trước, vãn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Huyền Thanh mắt đẹp run lên, chậm rãi rút ra sau lưng trọng kiếm. Bàn về thực lực, nàng xa xa so sánh với Nhâm Phi phàm và Diệp Thần Gia Gia. Nhưng là, nàng đường đường thượng giới tôn tộc, nắm giữ thượng giới quy luật, dựa vào phép tắc lực lượng, có lẽ có thể dung chuyển Nhâm Phi phàm hai người. Huống chi nàng phụng mệnh tới, nếu như cái gì cũng đều không tra được. Trực tiếp trở lại thượng giới, Huyền Cơ Nguyệt nhất định phải phạt nặng nàng, nàng cũng không dám chịu đựng. Oanh! Đánh đòn phủ đầu. Huyền Thanh nắm chặt trọng kiếm, ngang nhiên bạo giết, chém thẳng Nhâm Phi phàm hai người. Ông! Từng luồng quỷ dị đen nhánh quy luật, ở nàng trên thân kiếm nổ đi ra, kinh khủng ăn mòn hơi thở, cơ hồ muốn nghiền ép hư không, tiêu diệt hết thảy. Táng thiên diệt hồn, ăn mòn quy luật, phá! Huyền Thanh một tiếng khẽ kêu, kiếm quang như ngục, chưa từng có từ trước đến nay. Nàng trên thân kiếm bùng nổ, lại là thượng giới có 102 ăn mòn quy luật, đặc biệt chi lợi hại. Nghĩ lúc đó, xung quang đại đế thân thể, ở ăn mòn phép tắc ăn mòn, đều phải băng diệt mục nát, có thể tưởng tượng được, cái này ăn mòn quy luật có lợi hại bực nào, liền thần đế thân thể đều có thể phai mờ. Nhưng mà, nhìn Huyền Thanh kinh khủng một kiếm. Nhâm Phi phàm và Diệp Thần ra,
nhưng là dửng dưng như thường hình dáng. Thậm chí, hai người trong mắt, cũng lộ ra một chút thương hại. Nhâm Phi Phàm vẫn đứng chắp tay, không có ra tay. Định, mà Diệp Thần ra ra, chậm rãi đưa ra một ngón tay, cổ xưa quy luật chập chờn, mang mãi mãi hồng mông hơi thở, hình thành một tầng vách sắt. Phịch, Huyền Thanh một kiếm chém đánh tiếp, trực tiếp bị hồng mông vách sắt ngăn trở lại. To lớn lực phản chấn, đem nàng đẩy lui mười mấy bước. Đủ để ăn mòn tinh cầu, phai mở thần đế quy luật lực lượng, ở tầng này hồng mông vách sắt trước mặt, không có chút nào tác dụng. Cô bé, ngươi chấp niệm quá nặng, ta không thể lại lưu ngươi. Diệp Thần ra ra giọng nghiêm nghị, già nua trong mắt tuôn ra sát ý, lại một chỉ điểm ra, một đạo hồng mông phủ văn hạ xuống, như thần như ma, hung hăng rơi vào Huyền Thanh trên mình. Huyền Thanh trong mắt co rúm một cái, đột nhiên cảm thấy thân thể không còn một mống, sau đó cái gì cũng không biết, thế giới trước mắt quy về hắc ám. Ở hồng mông phủ văn rơi xuống ngay tức thì, nàng thân thể liền trực tiếp hóa thành phấn vụn, hình thần câu diệt, hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Sắc sắc, thượng giới cung điện, in Huyền Thanh tên chữ mệnh hồn ngọc bài, ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt nổ tung. Huyền Thanh cũng đã chết. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp cả kinh, cả người đế khí hơi chập chờn, thật sâu động dung. Nàng mới vừa phái ra Huyền Thanh, trước sau còn không có một nén nhang thời gian, nhưng Huyền Thanh, nhưng là hoàn toàn chết. Hiển nhiên, thần quốc có cường giả bảo vệ. Không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối không phải giống vậy cường giả. Chỉ có viễn cổ cường giả, vượt qua thần quốc tồn tại, mới có như thế thực lực cường đại, không phí nhiều sức, trực tiếp nghiền chết Huyền Thanh, giống như nghiền chết một con kiến hôi. Thủ bút này, càng mang theo điểm uy hiếp. Gõ núi chấn hổ. Chém chết Huyền Thanh, là vì cảnh cáo nàng Huyền Cơ Nguyệt, điểm đến thì ngưng, không muốn thật là quá đáng. Có chút ý tứ. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lóe lên, không ngừng tính toán cái gì. Bổn tôn thống ngự bát phương, uy sắp hết thảy, chẳng lẽ còn sẽ bị các ngươi chấn nhiếp? Huyền Cơ Nguyệt gương mặt uy nghiêm, từ ghế ngồi đứng lên, ánh mắt mang theo trùng trùng quy luật năng lượng, xuyên thấu trùng trùng hư không, trong cổ họng phát ra cổ xưa thanh âm. Hoàng thiên uế đất, sống lại bất diệt, dậy. Âm. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Thứ nhất thần quốc, đại sơn chỗ sâu. Một bộ cổ xưa quan tài đá, bỗng chấn động. Bót. Sau đó, quan tài đá mở ra, một cái ung dung tuyệt lệ cô gái, chậm rãi đứng lên. Người phụ nữ này, tướng mạo và Huyền Cơ Nguyệt giống nhau như đúc. Lại là nàng một đạo phân thân. Cái này phân thân khí tức trên người, lộ ra minh mông thiên thần uy nghiêm, có thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực. Ở thần quốc quy tắc hạn chế hạ, cái này phân thân lực lượng, xa xa không thể vào Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự so sánh, nhưng thiên thần cảnh 4 tầng thiên, thả vào thần quốc. Nhưng là không kém tồn tại, đủ giúp nàng điều tra hết thảy. Thật may năm đó chém chết luân hồi đứng đầu sau đó, ta ở trong thần quốc, để lại một đạo uế đất phân thân, ngày hôm nay thức tỉnh, vừa vặn thay ta điều tra nhân quả. Thượng giới cung điện, Huyền Cơ Nguyệt thở hào hển, ngực sóng lớn phập phồng. Mới vừa thi triển nghịch thiên thuật pháp, đột phá giới vách đá hạn chế, tỉnh lại uế đất phân thân, nàng vậy hao phí không ít lực lượng. Thứ nhất thần quốc, Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân tỉnh lại, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra núi sâu. Huyết Long còn có cô gái kia, dám mạo hiểm phạm ta uy nghiêm, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp dùng mình uy nghiêm. Nàng mặc dù là uế đất phân thân, nhưng đang thức tỉnh ngay tức thì, cũng đã có thân phận thật sự toàn bộ trí nhớ, biết mình sứ mạng. Thứ nhất thần quốc, luân hồi trong cốc. Một cái da thịt trắng như tuyết. Dung nhan tuyệt diễm cô gái, đang bế quan tiềm tu. Nàng trên mình, vô số linh khí quanh quẩn, lâng lâng như trời nước thần nữ, ấn đường lóe lên vô cùng ánh sáng sáng chói, chính là Kỷ Tư Thanh. Oanh! Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh mở mắt ra, trên mình linh khí sôi trào, lại là diễn hóa thành từng đạo thiên thần quy luật phù văn, như bay bướm hoa, quanh quẩn nàng thân thể mềm mại, không ngừng xoay tròn bay lượn. Cảnh giới của nàng lại có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Vô cùng vô tận thiên thần quy luật phù văn, không ngừng lật bay, đạo đạo thần lực như phi kiếm xích thần, gào thét sông lên lên trời, lại là xé nát trên trời lưu vân, tựa hồ muốn dung chuyển hư không nhật nguyệt. Lúc này Kỷ Tư Thanh,
hơi thở vô cùng mạnh mẽ, so với phổ thông thiên thần cảnh cao thủ, không biết cường đại nhiều ít lần. Kiếp trước nàng, là trong truyền thuyết nữ võ thần Khúc Trầm Yên. Giờ khắc này đột phá tới thiên thần cảnh, kiếp trước bộ phận trí nhớ, cũng theo đó tỉnh lại. Giao. Kỷ Tư Thanh thân thể mềm mại trên, nhất thời tản mát ra cổ xưa chiến ý. Đây là thuộc về nữ võ thần chiến ý. Khoáng đạt, bàng bạc, mạnh mẽ, nghiền ép hết thảy. Thiên thay đổi. Kỷ Tư Thanh tròng mắt thâm thúy, nhìn phương xa. Ở Huyền Cơ Nguyệt Uế đất phân thân tỉnh lại một khắc, nàng liền bắt được thiên cơ nguy hiểm, đủ loại điềm xấu gào thét tới. Như vậy thiên cơ số mạng, không biết cất giấu hung hiểm như thế nào. Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú hơi nhăn, sử dụng luân hồi ngược dòng bàn, muốn suy diễn sau lưng nhân quả. Nhưng, thiên cơ mờ mịt, lại còn mang thượng giới ân oán, nàng vậy theo dõi không tới cái gì. Nàng chỉ biết là, nguy cơ muốn hạ xuống, tựa hồ và thượng giới có liên quan. Nhưng là, nàng cũng không biết, Huyền Cơ Nguyệt tỉnh lại uế đất phân thân. Cái này nguy cơ ngọn nguồn, là thượng giới nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Chúc mừng lão tổ, rốt cuộc chứng đạo thiên thần. Một cái ông già đi ra, mặt đầy cung kính vui sướng, chính là Khúc gia gia chủ Khúc Tuyết Dũng. Lớn nguy buông xuống, đi, theo ta đi dò kết quả. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp nghiêm nghị, không nói nhảm, đầu ngón tay xé hư không, trực tiếp mang Khúc Tuyết Dũng, tìm chỗ nguy cơ. Mà lúc này, Huyền Cơ Nguyệt một mặt lụa mỏng, che đậy ở mặt mũi, đi tới nhất đến gần thứ nhất thần quốc Chu Hàn Tông. Cái này Chu Hàn Tông, là một cùng tông môn, ở trong thần quốc, vậy chiếm cứ một chỗ ngồi. Đứng lại, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Chu Hàn Tông hai cái giữ núi đệ tử, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt bước chân, lớn tiếng hỏi. Tiểu nữ Huyền Thanh Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng nói ra. Nàng cũng không có nói lên mình tên thật, dẫu sao Huyền Cơ Nguyệt ba chữ, uy sắp thiên địa, nếu như nàng báo ra tên thật. Thiên phát huyền cơ hội, trong nháy mắt sẽ bị sau lưng người bầy bố, bắt được tung tích, đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên, nàng dứt khoát dùng tên giả Huyền Thanh Nguyệt. Chu Hàn Tông là sơn môn nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đến gần, mời ngươi trở về đi. Hai cái giữ núi đệ tử, cũng không có cho đi. Huyền Cơ Nguyệt lụa mỏng che mặt, nhưng hình dáng phong tư thướt tha, trong mắt ung dung cao nhã. Tự có một phen siêu trần tuyệt tục khí độ, cái này hai cái giữ núi đệ tử, cũng chỉ là ngăn trở nàng, cũng không có gì cử động quá đáng, càng không có ra tay. À, Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ lên tiếng, nhưng không có xoay người rời đi, trong mắt gian đột nhiên tuôn ra sát cơ ngập trời, tiêm vung tay lên, một đạo thiên thần quy luật, hóa thành phi kiếm, suy suy chém chết ra. Ngươi, hai cái giữ núi đệ tử, thấy quy luật phi kiếm giết tới. Nhất thời kinh hãi muốn chết. Không nghĩ tới trước mắt người phụ nữ này, lại là thiên thần cảnh cao thủ. Bọn họ hoàn toàn không có phản ứng kịp, kiếm phong giết tới, nhất thời máu tươi văng tung tóe, đầu lìa khỏi xác, thành hai cổ thi thể lạnh như băng. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt sửng dưng, không có chút ba động nào, bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào Chu Hàn Tông sơn môn. Địch tấn công, có người giết lên núi. Chu Hàn Tông bên trong vang lên đạo đạo canh gác tiếng. Rất nhiều đệ tử tinh anh, rối rít gào thét ra, sử dụng phi kiếm pháp bảo thần thông, ùn ùn kéo đến giết hướng Huyền Cơ Nguyệt. Một bầy kiến hôi. Huyền Cơ Nguyệt hơi thở uy nghiêm, đầu ngón tay co ngón tay bắn liền, đạo đạo thiên thần quy luật giết ra, như phi kiếm, như đạn đại bác, như sao rơi, ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn, sát khí ngất trời. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Từng đạo hoạt bát thân thể, gặp phải nàng phép tắc sâu giết, ngay tức thì thân thể bể tan tành, ngã xuống đất toi mạng. Ở nàng uy nghiêm trước mặt, thân máu thịt so giấy dán còn muốn yếu ớt, không có bất kỳ người có thể ngăn trở chân nàng bước. Máu tươi ngất trời, sát khí cổn đáng, toàn bộ Chu Hàn Tông, lâm vào máu tanh gió bão. Huyền Cơ Nguyệt thân như lưu ly, hạt bụi nhỏ không dính, chung quanh tung tóe máu tươi, cũng không có ô nhục nàng quần áo. Nàng cả người, sáng bóng như trăng sáng, mênh mông như tinh không, uy nghi thướt tha, phong tư muôn vàn. Rất nhanh, Huyền Cơ Nguyệt sát nhập vào Chu Hàn Tông đại điện. Mà sau lưng nàng, rậm rạp chằng chịt, chất đống đầy thi thể.
Chu Hàn Tông Tông chủ Tô Quảng Hàn, còn có rất nhiều trưởng lão hộ pháp, đang ở trong đại điện. Bọn họ cũng nhìn thấy bên ngoài máu rầm rề hình ảnh, tất cả mọi người đều chấn động ngạc. Huyền Cơ Nguyệt ra tay quá nhanh, giết người như chém cỏ, bọn họ căn bản không có phản ứng kịp, rất nhiều đệ tử tinh anh, liền trở thành cỏ rác tiêu diệt. Giờ phút này, Huyền Cơ Nguyệt đứng ở trung ương đại điện, hơi thở khoáng đạt cuồn cuộn, như vũ trụ tinh không, rung động tâm thần của mọi người. Chu Hàn Tông bên trong, cũng không thiếu cao thủ. Mà Tông chủ Tô Quảng Hàn, lại là thiên thần cảnh nhất tầng thiên cao thủ. Nhưng đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, tất cả mọi người đều rung động, không dám động tay. Bây giờ Huyền Cơ Nguyệt, tuy chỉ là một đạo uế đất phân thân, nhưng có chừng thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực, xa xa vượt qua Tô Quảng Hàn, nghiền ép toàn bộ Chu Hàn Tông. Tiểu nhân Tô Quảng Hàn, là Chu Hàn Tông Tông chủ, không biết như thế nào đắc tội các hạ. Tô Quảng Hàn nơm nớp lo sợ, ôm quyền hỏi. Ngươi không có đắc tội ta, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút việc. Huyền Cơ Nguyệt chăm chú nhìn Tô Quảng Hàn, nhàn nhạt nói. Không biết các hạ muốn hỏi chuyện gì. Tô Quảng Hàn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt. Chung quanh rất nhiều trưởng lão hộ pháp, tất cả đều là không dám thở mạnh, âm thầm suy đoán Huyền Cơ Nguyệt lai lịch. Các ngươi thần quốc, gần đây có đại sự gì phát sinh? Thiên Đạo Cung, có động tác gì? Một đầu huyết long, ngươi có từng nghe nói qua? Huyền Cơ Nguyệt từ từ mở miệng, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nàng lần này tiến vào Chu Hàn Tông, vậy chỉ là muốn điều tra một tí nhân quả chân tướng thôi. Thần quốc gần đây việc lớn. Tô Quảng Hàn hơi sững sờ, và chung quanh trưởng lão hộ pháp chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt lại có thể hỏi loại vấn đề này. Thần quốc gần đây phát sinh việc lớn. Chỉ cần là thần quốc trong biên giới người, đều là rõ ràng biết. Mà Huyền Cơ Nguyệt, nhưng là hồ đồ không biết. Nàng từ đâu tới? Tô Quảng Hàn không dám suy đoán lung tung, hoảng hốt vội nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta thần quốc gần đây, thật đúng là xảy ra không thiếu việc lớn, Thiên Đạo Cung rất nhiều cự đầu vây khốn quật lá chi địa, muốn tiêu diệt Diệp gia, kết quả bị Diệp gia rất miễn cưỡng liều chết xung phong ra. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt hơi co rúm một cái. Tô Quảng Hàn nói tiếp, dưới mắt cũng không ai biết Diệp gia trốn đến nơi nào, còn có Cửu Thiên Thần Long Điện, vậy xảy ra việc lớn, nghe nói có thượng giới tôn tộc hạ xuống, không biết kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ biết là Thiên Đạo Cung lại hao tổn 12 trưởng lão. Viêm Thiên Long Thần chẳng biết tại sao thần bí mất tích, Thiên Đạo Cung vậy tìm. Đúng rồi, trước đây không lâu, 6 đại thần nước vây công thứ 7 thần quốc, thần cực tông Diệp thần ngăn cơn sóng dữ, chấn động thương khung. Tiêu diệt thứ nhất thần quốc phản đồ Khổng Trì. Diệp thần người này, tu vi xa xa không đạt tới thiên thần cảnh, chỉ có chạm ách cảnh tầng 9, nhưng thực lực cường hãn, đơn giản là nghịch thiên, sợ rằng các hạ. Ha ha, ngươi là muốn nói, ta cũng không đánh lại Diệp thần sao? Huyền Cơ Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, nàng có chừng thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực, muốn chém giết một cái chạm ách cảnh 9 tầng trời, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không phải, không phải. Tô Quảng Hàn thân thể run một cái, nói chỉ là Diệp thần thằng nhóc kia, quả thực không thể khinh thường, đại nhân sau này nếu như thấy hắn, nhất định phải cẩn thận là hơn. Ừ, ta biết. Huyền Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt giống như yên lặng ngàn năm hồ băng, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đa tạ Tô Tông Chủ cho nhau biết, tiểu nữ cáo từ, xin Tô Tông Chủ giữ bí mật, không muốn tiết lộ cho người ngoài tiểu nữ tung tích. Huyền Cơ Nguyệt khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Tô Quảng Hàn thấy nàng phải đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đại nhân mời yên tâm, tiểu nhân toàn tông trên dưới, nhất định giữ miệng giữ mồm. Rất nhiều trưởng lão hộ pháp, cũng là thở phào nhẹ nhõm, lạnh cả người mồ hôi đầm đìa. Lần này, Chu Hàn Tông có thể nói tổn thất thảm trọng, không biết chết nhiều ít đệ tử. Nhưng thật may, bọn họ những cao tầng này nhân vật, cũng không có đả thương mất. Sau này tùy thời cũng có thể chấn hưng tông môn. Hiện ở nơi này nữ ma đầu, rốt cuộc phải đi, tất cả mọi người đều buông lỏng. Đột nhiên, Huyền Cơ Nguyệt đứng yên bước chân, chậm rãi quay đầu. Lộp bộp, Tô Quảng Hàn tim hung hăng nhảy lên, lật đật hỏi, không biết đại nhân còn có gì phân phó. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, xin lỗi, tiểu nữ suy nghĩ một chút, vẫn chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật.
Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt trong mắt lộ ra uy nghiêm ý định giết người, tiêm vung tay lên, vô số thiên thần quy luật phù văn, hóa thành một đạo vô cùng tinh mang, mang xuyên qua vũ trụ khí thế, hung hăng đi về trước bạo giết ra. Ầm. Tô Quảng Hàn thân thể, ở tinh mang sâu giết hạ, ngay tức thì nổ tung, hình thần câu diệt, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Hắn và Huyền Cơ Nguyệt chênh lệch, thật sự là quá lớn. Trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Rào. Tinh mang chấn động, vô số quy luật phù văn bay tán ra, như phi kiếm tên, chém chết hướng chung quanh trưởng lão hộ pháp. Chạy mau. Mọi người kêu lên thất sắc, muốn biến dạng hư không chạy trốn. Lưu lại đi. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, ống tay áo đảo qua, một cổ hào hùng thiên thần uy áp, như trời tháng hạ xuống, ầm một tiếng, trực tiếp chấn giết toàn trường. Toàn trường tất cả trưởng lão hộ pháp, sống sờ sờ bị chấn chết. Thiên thần uy áp tràn ra đi, toàn bộ Chu Hàn Tông còn sót lại đệ tử, còn có người ở, tất cả đều thân thể nổ tung, thất khiếu chảy máu, ngay tức thì không có sức sống. Ngay chớp mắt, Chu Hàn Tông trên dưới, hoàn toàn bị tắm máu, không lưu người sống. Ầm, ầm, ầm. Chu Hàn Tông cung điện, lâu vũ, đình đài, đình viện, tất cả kiến trúc, ở Huyền Cơ Nguyệt uy áp hạ, vậy toàn bộ sụp đổ bạo diệt, lâm vào là khối vụn. Mà Huyền Cơ Nguyệt, hạt bụi nhỏ không dính, đứng trong phế tích hương, huy hoàng sáng bóng, mênh mông khoáng đạt, như trời trăng sao không, khí thôn càn khôn. Diệp Thần, Cửu Thiên Thần Long Điện, Viêm Thiên Long Thần mất tích. Huyền Cơ Nguyệt đầu ngón tay bấm ngón tay, căn cứ trước mới vừa Tô Quảng Hàn cung cấp tin tức, không ngừng suy diễn tính toán, diễn toán sau lưng ẩn núp nhân quả huyền cơ hội. Hồi lâu, nàng đại khái suy diễn ra mặt mũi. Trước mắt có thể thấy, chỉ là bề ngoài. Bất quá mặt ngoài tin tức, vậy đủ phong phú. Huyền Cơ Nguyệt phi thân hoành cướp, đi tới một nơi tĩnh lặng chi địa, ngồi xếp bằng, móc ra một khối ngọc bội, đầu ngón tay nặn quyết, ngọc bội toát ra đạo đạo thần quang, dần dần diễn hóa thành nửa đầu phượng hoàng hư ảnh, ngẩng đầu kêu, tiếng càng kinh thiên. Chỉ cần đầy đủ thời gian, nàng liền có thể dùng cái này thuật pháp đem tin tức truyền tới thượng giới đi. Nàng hiện tại phải làm chính là cùng Phượng Hoàng hoàn toàn ngưng tụ. Dĩ nhiên, cái này sẽ hao tổn nàng vô cùng nhiều lực lượng. Ước chừng 3 tiếng, Phượng Hoàng rốt cuộc thành được. Huyền Cơ Nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở ra một miệng khí. Đi đi, trở về nói cho ta thân phận thật sự, thần quốc đủ loại nhân quả. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm, đầu ngón tay nặn quyết gian, đem đủ loại nhân quả tin tức, toàn bộ đóng dấu đến trên ngọc bội mặt. Lệ. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời kêu to, mang ngọc bội bay lên bầu trời. Huyền Cơ Nguyệt hơi hơi hí mắt, bởi vì giới vách đá hạn chế, nàng cái này uế đất phân thân, không thể và thượng giới thân phận thật sự cùng chung trí nhớ, cho nên, nàng muốn lợi dụng Phượng Hoàng ngọc bội truyền tin, cầm mình điều tra được hết thảy, truyền tống đến thượng giới đi. Chỉ gặp Phượng Hoàng bay lên bầu trời, thì phải đột phá giới vách đá cách trở, nhưng bỗng nhiên, một đạo ý chí mạnh mẽ. Mang cổ xưa hồng mông hơi thở, diễn hóa thành một đạo thiên lôi, hung hăng bổ xuống. Ầm. Đúng đầu Phượng Hoàng hư ảnh, ngay tức thì bị phách bể, hóa thành hư không. Mà khối ngọc bội kia, vậy hoàn toàn vỡ vụn, trở thành phấn vụn. Đáng chết. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, thân thể nhất thời chấn động, hàm răng cắn môi, mắt đẹp lộ ra tức giận và kinh ngạc. Hiển nhiên, có cự đầu ra tay, vỡ vụn nàng kế hoạch. Không nghi ngờ chút nào, sau lưng người xuất thủ, chính là Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần Gia Gia. Hai người bảo vệ thần quốc, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt báo tin, trực tiếp phong bế thần quốc và thượng giới liên lạc. Nàng không cách nào. Đáng chết. Các ngươi thật lấy là có thể ngăn trở ta Huyền Cơ Nguyệt. Các ngươi có thể đánh tan một đầu Phượng Hoàng hư ảnh. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đánh tan ngưng tụ ta máu tươi Phượng Hoàng hư ảnh sao? Một khắc sau, Huyền Cơ Nguyệt bước ra một giọt máu tươi, lại chuẩn bị dự định luyện hóa tinh huyết Phượng Hoàng. Thứ bảy thần quốc. Một ngày sau, một đạo kinh thời tiết tức, từ trong mật thất cuồng trào ra, toàn bộ thần cực tông bên trong mọi người, cũng cảm thấy mình linh hồn, ở hơi thở bên trong, khẽ run. Cho dù, là ở thần cực tông dưỡng thương thanh đế, cũng là như vậy. Bất quá, không thể tưởng tượng nổi phải, đây lại là một đạo trảm ách cảnh võ giả hơi thở.
Thần cực tông mọi người, đều là mặt hiện vẻ cổ quái, Trảm Ách Cảnh có thể tản mát ra như vậy chấn động tùng hơi thở, trong thiên hạ, cũng chỉ có một người chứ. Người nọ, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Trong mật thất, Diệp Thần cặp mắt bên trong, bão tố ra hai đạo uyển thực chất yếu tử mang, trên gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cái này Tử Tiêu Đá, quả nhiên là chí bảo. Hắn mặc dù không đột phá hỗn độn cảnh, cũng không hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Nhưng cái này Tử Tiêu Đá lại cơ hồ để cho hắn có hỗn độn cảnh nhất tầng thiên hết thảy. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây là giả cảnh giới. Nhưng chỉ cần luyện hóa hỗn độn tinh thụ, hắn tuyệt đối có thể không trở ngại chút nào bước vào hỗn độn. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, sử dụng hỗn độn tinh thụ. Hắn quanh thân che lấp hỗn độn ánh sáng. Hỗn độn tinh thụ ở hắn luyện hóa hạ, cực độ nảy mầm. Ồ, tại sao là hắn? Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, dừng lại luyện hóa hỗn độn tinh thụ, thân hình chớp mắt, liền ở trong mật thất biến mất. Một khắc sau, Diệp Thần xuất hiện ở thần cực tông sơn môn ra, lúc này, đang có một người huyết bào nam tử, nhanh chóng tới. Người này, bất ngờ chính là Âu Dương Tịch. Diệp Thần có chút bất ngờ nói, Âu Dương huynh, ngươi làm sao tới ta thứ bảy thần quốc? Âu Dương Tịch thấy Diệp Thần, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng, giọng cũng không so trầm ngưng nói, Diệp huynh, ta sở dĩ chạy tới cái này thứ bảy thần quốc, là tới hướng ngươi cầu cứu, Thái Uyên kiếm phái, nguy hiểm. Cái gì, chuyện gì xảy ra, Diệp Thần nghe vậy cả kinh, Thái Uyên kiếm phái, thân là thứ nhất thần quốc ẩn núp một trong những thế lực, hôm nay Vạn Pháp Tông lão tổ Khổng Trì đã chết, thứ nhất thần quốc, còn có thế lực kia, có thể chân chính uy hiếp được Thái Uyên kiếm phái. Còn có Thái Uyên kiếm phái xảy ra chuyện, vậy Nhạc Nhu đâu? Diệp Thần đối với Nhạc Nhu cái này bé gái nhưng mà không hề thiếu hảo cảm. Dẫu sao Nhạc Nhu đối với hắn có ân cứu mạng. Nếu như Nhạc Nhu xảy ra chuyện, hắn sẽ cả đời bất an. Hắn nếu thiếu Nhạc Nhu một cái ân huệ, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả lại. Âu Dương Tịch thở dài một tiếng nói, Diệp huynh, ngươi còn nhớ ngươi ở Thái Uyên kiếm phái lưu lại vậy một đạo võ đạo ý vận sao? Ngày đó, ngươi sau khi đi, Nhạc Nhu liền thông qua hiểu ngươi lưu lại võ đạo ý vận, thành công có mình chân võ ý, hơn nữa, còn lĩnh ngộ nào đó loại vô cùng là cường đại đạo. Tin tức này, rất nhanh liền bị Trương gia biết. Trương gia là Nhạc Nhu mẫu thân bên kia gia tộc, sớm ở chục nghìn năm trước, cũng đã là thứ nhất thần quốc một các gia tộc, năm đó Nhạc Thanh Sơn lúc còn trẻ, chẳng qua là một cái năm cùng tông môn đệ tử bình thường, nhưng cùng Nhạc Nhu mẫu thân mở ra hiểu mến nhau. Trương gia, dĩ nhiên là hết sức phản đối đoạn này cảm tình. Nhưng, hai người chẳng những không có khuất phục, thậm chí, còn có Nhạc Nhu. Năm đó gia chủ Trương gia, dưới cơn giận dữ, trực tiếp lấy ra pháp làm lý do, đem Nhạc Nhu mẫu thân nặng đánh 10.000 côn, phế hắn võ đạo tu vi, đuổi ra khỏi nhà, thà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhạc Nhu mẫu thân rơi xuống trọng thương, sinh hạ Nhạc Nhu không bao lâu liền chết, thậm chí Nhạc Thanh Sơn vậy gặp phải Trương gia đuổi giết, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bị Thái Uyên kiếm phái một người trưởng lão thu làm đệ tử, Nhạc Thanh Sơn cũng đã mất sớm. Có thể hiện tại, Nhạc Nhu cho thấy nghịch thiên tư chất võ đạo sau này, Trương gia này lại chạy tới Thái Uyên kiếm phái cần người, muốn cho Nhạc Nhu, nặng nhập gia tộc. Diệp Thần lúc này sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, Nhạc Nhu là hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa, hắn đối với cái này đơn thuần bé gái, là rất có hảo cảm, đã đem nàng coi thành người mình. Trương gia này, hại chết Nhạc Nhu mẫu thân, hiện tại, còn muốn để cho Nhạc Nhu trở về. Hắn làm sao có thể không tức giận? Diệp Thần cười lạnh nói, ha ha, nặng nhập gia tộc. Trương gia này, vô sỉ cũng phải có cái hạn độ chứ. Nhạc Nhu không có tiến vào gia tộc, cũng đã là hết tình hết nghĩa. Bất quá, hắn khẽ cau mày nói, nếu Trương gia này như vậy đáng ghét, Nhạc Thanh Sơn tại sao không có trả thù? Nhạc Thanh Sơn giàu gì cũng là một cái ẩn núp thế lực trưởng môn, Trương gia chỉ là một các gia tộc mà thôi, thực lực hẳn ở Thái Uyên kiếm phái dưới. Âu Dương Tịch thở dài nói, bởi vì, Trương gia sau lưng là Bách Phá Môn. Bách Phá Môn ở thứ nhất thần quốc tồn tại có chút đặc thù. Rất ít có tài liệu lịch sử ghi lại, thậm chí bọn họ từ không cho phép mình bị thứ nhất thần quốc hạng, ở bọn họ xem ra, không có tông môn có thể cùng bọn họ tương đối.
Rất nhiều một cùng tông môn nghe được bách phá môn đều sẽ có chút sợ hãi. Dù là vạn pháp tông cũng phải cấp bách phá môn một ít mặt mũi. Đừng nói là Thái Uyên kiếm phái, coi như là Thái Uyên kiếm phái cộng thêm ta máu nguyên tông, cũng không nhất định là bách phá môn đối thủ. Có bách phá môn chỗ dựa, Trương gia thái độ có thể nói là phách lối, bá đạo vô cùng, hiện tại, toàn bộ Thái Uyên kiếm phái người, cũng không dám tự tiện hành động, sợ bị Trương gia bắt cái gì mượn cớ, cái chuôi, chọc tới bách phá môn, cho nên, cũng chỉ có thể ta tới hướng Diệp huynh cầu cứu. Âu Dương Tịch rất thông minh, hắn biết bởi vì có Nhạc Nhu tồn tại, Diệp thần cùng Thái Uyên kiếm phái quan hệ, đã là ván đã đóng thuyền không thể dung chuyển, cho nên, hắn có thể làm cũng chỉ có lôi kéo Thái Uyên kiếm phái. Như thế nào lôi kéo? Thêu hoa trên gấm, tự nhiên không bằng giúp người đang gặp nạn. Diệp thần gật đầu một cái, đôi mắt bên trong, hàn mang chớp động nói, chúng ta đi. Trương gia, bách phá môn. Ngày hôm nay, hắn thì phải làm cho cả thứ nhất thần quốc biết, chỉ cần có hắn Diệp thần ở đây, cũng chưa có người, có thể động được Thái Uyên kiếm phái. Không có ai, có thể động được Nhạc Nhu. Một khắc sau, hai người liền trực tiếp không có vào trong hư không, hôm nay, Tống Kim Nghĩa đã trở thành thứ nhất thần quốc thần minh minh chủ, mà Diệp thần ở dưới sự giúp đỡ của hắn, vậy có tự do ra vào thứ nhất thần quốc quyền lợi. Lúc này, Thái Uyên kiếm phái trong đại điện, bầu không khí vô cùng được nặng nề. Trong đại điện, đang có một người gầy nhom, ngăm đen, một đôi mắt tam giác bên trong, lóe lên âm ngoan tia sáng người đàn ông trung niên, ngồi ở chỗ ngồi, nhàn nhã thưởng thức trà. Ở sau lưng hắn, còn đứng một người sắc mặt lãnh ngạo, khóe miệng mang khinh thường nụ cười người tuổi trẻ. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Trương gia đương thời gia chủ Trương Hữu Nguyên. Trương Hữu Nguyên thân là một các gia tộc gia chủ, thực lực tự nhiên sẽ không yếu đi nơi nào, tu là thiên thần cảnh tầng hai thiên. Mà sau lưng hắn tên kia người tuổi trẻ, chính là Trương gia cái này một đời, nhất kinh diễm thiên tài, Trương Trúc Chi, ước chừng 26 tuổi, ở tháng vòng dị tượng hạ, cũng đã có nửa bước thiên thần cảnh thực lực kinh khủng. Lúc này, trong đại điện, Thái Uyên kiếm phái đại trưởng lão Hứa Chiêu, Nhạc Nhu các người, đều là cặp mắt đỏ bừng, chặt chẽ trợn mắt nhìn Trương Hữu Nguyên, thân thể cũng khí được hơi phát run, tựa hồ đang liều mạng đè nén lửa giận của mình. Mà Nhạc Thanh Sơn lúc này lại là hôn mê bất tỉnh đổ ở trong điện, mặt đầy hắc khí, một bộ trúng độc rất nặng, hơi thở suy nhược hình dáng. Mà đây cũng là mọi người, tức giận như vậy nguyên nhân. Ba ngày trước, Trương Hữu Nguyên hai người đi tới liền Thái Uyên kiếm phái, muốn cho Nhạc Nhu trở lại Trương gia, thậm chí, ở trong lời nói đối với Nhạc Nhu mẫu thân, cùng với Nhạc Thanh Sơn châm chọc. Nhạc Thanh Sơn cơ hồ thì phải không thể nhịn được nữa. Ngay tại lúc này, Trương Hữu Nguyên lại là chủ động đối với Nhạc Thanh Sơn khiêu khích, muốn cùng Nhạc Thanh Sơn so tài. Cũng tuyên bố, nếu như Nhạc Thanh Sơn thắng, mình cứ vậy rời đi, sẽ không lại tới quấy rầy Thái Uyên kiếm phái. Trương Hữu Nguyên mặc dù là thiên thần cảnh tầng hai trời, nhưng, Nhạc Thanh Sơn tự nhiên có mình tự tin. Nhạc Thanh Sơn làm sao có thể không đáp ứng? Ai biết, nói là so tài. Cái này Trương Hữu Nguyên lại hoàn toàn là sử dụng liều mạng lối đánh, từng chiêu muốn đẩy Nhạc Thanh Sơn vào chỗ chết. Nếu như, Nhạc Thanh Sơn muốn đánh bại Trương Hữu Nguyên, chỉ có thể giống vậy hạ tử thủ mới có cơ hội. Có thể Trương Hữu Nguyên dám giết Nhạc Thanh Sơn cũng không dám thật giết Trương Hữu Nguyên à. Dẫu sao, bách phá môn, Thái Uyên kiếm phái không chọc nổi. Vì vậy, cho dù Nhạc Thanh Sơn có thắng năng lực, cũng chỉ có thể bị buộc rơi vào thế thủ. Hai người đại chiến hơn nửa ngày sau đó, rốt cuộc, Nhạc Thanh Sơn một cái sơ sẩy, bị Trương Hữu Nguyên đánh cho bị thương. Có thể, đánh cho bị thương cũng được đi, đáng hận nhất phải, cái này Trương Hữu Nguyên hèn hạ tới cực điểm, lại vẫn ở binh khí của mình trên dưới độc. Dùng vẫn là thứ nhất thần quốc thập đại kỳ độc một trong, huyền quỷ nhện độc. Cái này huyền quỷ nhện độc cho dù là thiên thần cảnh tồn tại, cũng không cách nào tiếp nhận, dẫu sao, không phải ai đều có Diệp thần như vậy nghịch thiên thể chất. Nhạc Thanh Sơn cái này ba ngày qua mặc dù đã đem hết toàn lực áp chế độc tố, nhưng, hiện tại huyền quỷ nhện độc rốt cuộc vẫn là bộc phát, hắn vậy lập tức lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Mà Trương Hữu Nguyên cái này đầu sỏ lại một mực cứ như vậy nhàn nhã uống trà, nhìn Nhạc Thanh Sơn độc phát, thật là giống như đang xem kịch như nhau. Lúc này,
Trương Hữu Nguyên để ly trà xuống, hướng về phía Hứa Chiêu, Nhạc Nhu các người, lộ ra một nụ cười sáng lạng, nói, mấy vị, các người không muốn như thế tức giận à, ta không phải nói, cho các người 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như Nhạc Nhu đồng ý theo ta trở lại Trương gia, ta sẽ đem huyền quỷ nhện độc giải dược giao cho các ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.